Dịch giả, câu đòn gạch dưới like cà phê biên dịch, đang đưa thủ tục cũng không phức tạp, chỉ là tại phòng đấu giá thiết lập thẻ xác nhận kim hồn tệ cùng với chứng nhận đấu giá, thông qua chứng nhận đấu giá này, đường tam vừa có thể thu được kim tệ sau khi đấu giá và trừ chiết khấu, lại còn có thể tiến hành đấu giá, điều kiện tiên quyết là đấu giá thì không được phép vượt qua số tiền trong thẻ kim hồn tệ, đồng thời cô gái tiếp đãi cũng giảng qua một chút quy củ ở đây cho hai người, là phòng đấu giá lớn nhất thiên đấu đế quốc cho nên nơi này có thể xuất hiện bất kể là vật đấu giá gì. Quy tắc thứ nhất của phòng đấu giá là không được nghe chi tiết về người bán, càng không thể đem tình huống đấu giá bên trong phòng đấu tiết lộ ra bên ngoài, 24 giờ giờ liên tục đấu giá. Không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày ban đêm là lúc tiến hành đấu giá cực phẩm. Tại thời gian này, chỉ có cam đoan kim tệ vượt qua 100 vạn kim hồn tệ mới có thể tham dự. Ngoài hắn lúc này, mọi người đi đấu giá đều có thể tham gia, quy củ rất đơn giản, nhưng đường Tam lại nhận ra loại đấu giá không gián đoạn mang đến cho phòng đấu giá một số tiền lời không thể nghi ngờ là vô cùng lớn, một đồ vật chân quý thì phí và thuế là 10, từ một góc độ nào đó tuy người đến xem tựa hồ không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, tài phú tổng cộng của bọn họ cũng là cực kỳ kinh khủng thậm chí tiền lời so với một tòa đại đấu hồn chàng còn muốn khổng lồ hơn nhiều xin mời chúng ta tới phòng đấu giá thôi dưới sự hướng dẫn của cô gái đường tam cùng tiểu vũ rốt cục được như ý chính thức được đi vào trung tâm phòng đấu giá thiên đấu trung tâm phòng đấu giá có hai tầng từ đại sảnh có chừng tám lối phân biệt có thể đi vào trước khi tiến vào phòng đấu giá cô gái tiếp đãi đưa cho hai người hai cái mặt nạ nói cho bọn họ sau này tiến vào tham gia đấu giá phải trước tiên mang mặt nạ vào đây là biện pháp khiến cho khách nhân không phải lo lắng về sự an toàn tiếp theo sẽ không còn có người tiếp đãi bọn họ nữa cô gái đi cùng hai người đến lối vào phòng đấu giá trung tâm mới xoay người rời đi phòng đấu giá trung tâm có người bán hàng khác cùng cô gái dẫn đường lúc trước so sánh với nơi này quần áo người bán hàng mặc không khỏi làm đường tam có chút mặt đỏ tới mang tai cũng là trang phục màu trắng cũng quần áo giống như lúc trước nhưng lại làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng người bán hàng đấu giá trung tâm tất cả đều là nữ chiều cao cùng cô gái dẫn đường lúc trước không sai biệt lắm chỉ là vóc người lại càng thêm gợi cảm hơn quần áo trên người các nàng đều là màu trắng ngực hở rộng không có tay chiếc quần ngắn ngủn vừa qua khỏi bên hông bảy tấc lộ ra bắp đùi trắng nõn cùng với đôi chân dài càng hết sức hấp dẫn trước ngực nở nang quần ngắn hở ra cặp mông tròn trịa khiến những kẻ nhìn đều phải nảy sinh ý nghĩ kỳ quái mặc dù đường tam tâm trí kiên định nhưng cũng không nhịn được liếc nhìn vài lần dù sao hắn cũng là một nam nhân như bao nam nhân khác phía sau lưng bỗng đau nhói bên tai truyền đến âm thanh uy hiếp của tiểu vũ nhìn cái gì mà nhìn không cho xem đường tam có chút xấu hổ vội vàng thấp giọng nói người nghĩ rằng ta là mập mạp sao vào đi thôi tiểu vũ dùng chính vóc người cao hơn đường tam để ngăn ánh mắt hắn với người bán hàng lúc này mới cho hắn lướt qua người bán hàng khêu gợi đi vào phòng đấu giá trung tâm đấu giá trung tâm làm cho người ta cảm giác như một quảng trường bố trí cùng phòng đấu hồn trung tâm của đại đấu hồn chàng cũng cùng loại trung ương là một lễ đài hình vòng tròn chung quanh bố trí một vòng chỗ ngồi tổng cộng chia làm năm đại bộ phận gần lễ đài nhất là ba hàng ngồi màu đỏ hướng dần ra phía phía ngoài, theo thứ tự là màu đen, màu tím, màu vàng và màu trắng. Hiển nhiên là căn cứ các cấp bậc bất đồng của mỗi người đấu giá mà bố trí, lúc trước cô gái tiếp đãi nói qua cho bọn họ. Tận cùng bên trong chỗ ngồi màu đỏ là phải thông qua thông đạo đặc biệt mới vào được, ở đó có nhân viên chuyên môn bảo vệ. Đó là khu khách quý cấp bậc trăm vạn, phải có thân phận cực cao mới có tư cách ngồi ở khu khách quý màu đỏ có tiền cũng chưa chắc có thể tiến vào phía ngoài là hàng ghế màu đen chính là khách quý cấp trăm vạn chỉ cần có tiền là có thể tiến vào phía ngoài chỗ ngồi màu đen chính là hàng ghế màu tím dành cho khách quý cấp năm mươi vạn màu vàng là mười vạn dành cho khách quý cấp bình thường bên ngoài nhất là màu trắng cũng là dãy chỗ ngồi có diện tích lớn nhất cũng giống như đường tam và tiểu vũ đều là khách bình thường người bán hàng mang hai người tới khu vực màu trắng ý bảo hai người có thể tự do lựa chọn không biết là bởi vì đường tam cùng tiểu vũ nhìn qua tuổi quá nhỏ hay là tư cách khách quý quá thấp mà người bán hàng cũng không nhiệt tình chỉ là đưa bọn họ tới chỗ ngồi thậm chí ngay cả một cái mỉm cười như cô gái tiếp đãi lúc trước cũng không có đường tam thì không sao nhưng tiểu vũ đã có chút nhũng nhiễu bất mãn hừ dùng mắt chó mà nhìn người thanh tao như vậy nhưng cũng chỉ như lũ chó chuyên môn dụ dỗ người có tiền việc gì mà phách lối như vậy nơi này người bán hàng đều như thế cả tất cả đều không phải nhằm vào các ngươi một âm thanh nhu hòa từ bên cạnh truyền đến đường tam cùng tiểu vũ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc bạch y một trung niên tướng mạo nho nhã đang mỉm cười hướng bọn họ gật đầu kỳ quái chính là hắn cũng không có mang mặt nạ cũng không có phục vụ nhân viên lại hỏi hắn tiểu vũ nhịn không được hỏi đều là như thế tại sao trung niên nhân mỉm cười nói những người bán hàng này thân mình đều là thuộc về phòng đấu giá kể cả tánh mạng của các nàng họ đều là nữ tử bình dân được phòng đấu giá mua về từ nhỏ rồi sau đó được bồi dưỡng các nàng chẳng những là nhân viên phục vụ đồng thời cũng là một bộ phận để đấu giá nếu có người nguyện ý xuất tiền thì các nàng sẽ được đem ra mua bán vậy chẳng phải là biến thành nô đãi rồi sao chính là hai đại đế quốc không phải cấm mua bán nô đãi hay sao đường tam có chút kinh ngạc nói trung niên nhân lạnh nhạt cười nói ở trên cái thế giới vốn là có rất nhiều bất đắc dĩ nơi này là phòng đấu giá thiên đấu Đừng nói là nô đãi, nơi này sẽ không có chuyện không dám bán cái gì. Cô gái đó sở dĩ vẻ mặt bình thản, đó là bởi vì các nàng sớm không còn tâm hồn của chính mình nữa, càng không quyết định được vận mệnh chính mình. Cái các nàng có khả năng làm, cũng chỉ có phục vụ mà thôi. Diện mạo tuy đẹp, nhưng lại như không có linh hồn, đối với các nàng, chỉ có ba chữ, thật đáng buồn nghe xong trung niên nhân nói xong thần sắc tiểu vũ dần dần xảy ra vài phần biến hóa nếu nói lúc trước nàng rất là khó chịu với mỹ nữ bán hàng thì bây giờ trong lòng nàng lại tràn ngập sự đồng tình các nàng bao nhiêu tiền một người tiểu vũ hỏi trung niên nhân tựa hồ xem thấu ý nghĩ trong lòng nàng ngươi nghĩ muốn mua các nàng rồi trả tự do cho các nàng hay sao như vậy bất quá chỉ là tạo ra bi kịch mà thôi Tiểu Vũ khó hiểu hỏi, tại sao những người bán hàng này trừ phục vụ nam nhân ra, cũng không biết bất kỳ cách nào để sống? Cho dù ngươi mua các nàng rồi trả tự do, nhưng với vẻ đẹp của mình, cuối cùng cũng như trước lại sẽ rơi vào vòng tay của nam nhân. Vận mệnh thậm chí càng thêm thê thảm. Các nàng không có linh hồn, không có thế giới của chính mình, càng huống chi, các nàng mỗi một người giá đấu tăng cao tới 10 vạn kim hồn tệ so với nhất đẳng kỹ nữ còn muốn cao hơn gấp bội cũng không phải người nào cũng nguyện ý bỏ tiền mua cả giọng nói chung niên nhân có mang theo vài phần bất đắc dĩ trên người hắn tựa hồ có một loại khí chất đặc thù làm cho người ta cảm thấy phát ra từ nội tâm rất thân thiết lúc này phòng đấu giá trung tâm người tham gia đấu giá cũng không nhiều số người ngồi ước chừng một phần năm số ghế trên đấu giá đài đang tiến hành đấu giá một kiện đai lưng hồn đạo khí giá đấu đã lên tới bốn vạn kim hồn tệ tại bên cạnh chỗ ngồi mỗi một người đều có một cái nút bấm yêu cầu giá cả mặt trên có một trăm một ngàn một vạn mười vạn bốn cái nút bất đồng đại biểu cho mỗi lần bổ sung giá đấu trung niên nhân tựa hồ đối đường tam cùng tiểu vũ cảm thấy rất hứng thú chuyển biến đề tài hỏi các ngươi nhỏ như vậy tới phòng đấu giá là muốn mua đồ vật hay sao tiểu vũ đạo nói chúng ta không phải tới mua vật mà là bán vật nga trung niên nhân mỉm cười nói bán vật nhìn không ra các ngươi còn nhỏ tuổi đã đấu giá rồi tiểu vũ nói người nào quy định tuổi còn nhỏ sẽ không tham gia đấu giá nói không chừng sau này chờ chúng ta có tiền còn mua mấy cái hồn cốt nghịch chơi ấy chứ di ngươi như thế nào biết chúng ta tuổi còn nhỏ chẳng lẽ ngươi có mắt nhìn xuyên thấu sao từng người đều mang theo mặt nạ tiểu vũ cùng đường tam vóc người mặc dù so với người trưởng thành còn kém một ít nhưng cũng kém không nhiều vậy mà trung niên nhân lại nói như thế trung niên nhân khen hảo có trí khí khó trách tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực như vậy mặc dù các ngươi mang theo mặt nạ nhưng con mắt ngây thơ trên người không cách nào giấu giếm tuổi của chính mình người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra được nghe xong những lời này đường tam không khỏi trong lòng dùng mình chẳng lẽ người này có thể nhìn ra thực lực của chính mình cùng tiểu vũ chính là, tại sao từ trên người hắn mình không cảm giác thấy một tia uy hiếp, lúc này, trên lễ đài kiện hồn đạo khí đã đấu giá thành công với giá 4 vạn 3 nghìn kim hồn tệ. Dịch giả, câu đòn gạch dưới like cà phê biên dịch, đang nâng người chủ trì trên lễ đài vẻ mặt mỉm cười cầm khuếch đại âm hướng phía người tham gia đấu giá nói, bây giờ, chúng ta tiến hành đấu giá sẽ là một kiện chân phẩm hiếm có mời mọi người cố chú ý nhất là các nam khách quý vừa nói hắn hướng dưới đài khẽ liếc một đại hán vóc người cường tráng đang đẩy lên đài một cái xe đẩy xe đẩy dùng vải hồng che kín nhìn không thấy bên trong có gì nhưng từ xa xem qua hình thái hình như là một cái dương lớn hình vuông đường tam tiểu vũ thậm chí là trung niên nhân ánh mắt đều bị vật phẩm mới đem ra đấu giá hấp dẫn đã thôi không nói chuyện với nhau nữa người chủ trì có chút thần bí nói các vị có thể đoán được đây là cái gì không như vậy đi ta tiết lộ trước cho các vị khách quý một chút cái này giá khởi điểm là 10 vạn kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không được dưới một vạn kim hồn tệ. Đây chính là cực phẩm trong cực phẩm làm người chủ trì phòng đấu giá thì việc gây sự hứng khởi sôi nổi cho người tham gia đấu giá là không thể thiếu hắn đã rất thành công trong việc hấp dẫn sự chú ý của những người tham gia đấu giá xin mọi người phía dưới xem xét cho cẩn thận vừa nói hắn kéo vải tre bí mật dần dần hé lộ hồng quang hiện lên một lúc lộ ra cũng không phải cái dương mà là một cái lồng sắt thật lớn Bên trong, giam giữ một cô gái, cô gái thân thể hơn một nửa để trần, chỉ có che chắn mấy vị trí mấu chốt, có chút không rõ tướng mạo của nàng, nhưng vóc người cũng thì gần như hoàn mỹ, da thịt trắng nõn tựa như ngọc thạch trong suốt, mái tóc ngắn màu xanh nhạt đầy phong tình, có lẽ mọi người đều thấy kỳ quái, tại sao một nữ hài như thế này sao lại có giá khởi điểm cao như thế, nàng cũng giống như những mỹ nữ khác mà phòng đấu giá chúng ta huấn luyện để đấu giá nhiều năm qua. Nhưng nếu các đại gia cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đặc thù của nàng, vừa nói, không biết người chủ trì từ chỗ nào lấy ra một cây gậy, đưa vào trong lồng sắt nhẹ nhàng gạt ít tóc ngắn bên tai cô gái, lộ ra cái tai của nàng, đó không phải là tai của loài người mà là giống với tai của động vật họ mèo, tiếp xúc một chút với cây gậy, cái tai có chút đỏ lên, đúng vậy, mọi người cũng không có nhìn lầm. Đây là một miêu nữ hiếm thấy. Tại khi vũ hồn giác tỉnh thì thân thể xảy ra biến dị, có một ít hình thái của mèo, hai mắt của nàng một màu xanh lá cây, thậm chí còn có một cái cái đuôi thật dài, hắn dùng cây gậy đánh một chút vào cái mông cô gái, cô gái hơi đau đớn, thân hình dẫy rụa phía sau lộ ra một cái đuôi mèo màu trắng, có thể nói, trên đại lục nàng là độc nhất vô nhị. Có thể sở hữu một miêu nữ làm sủng vật, đó thật. Sự là hạnh phúc thử nghĩ nếu trong lúc làm việc gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới một tay bắt được cái đuôi của nàng như vậy tình huống sẽ như thế nào cơ chứ vừa nói người chủ trì trên mặt toát ra vẻ mập mờ cây gậy trong tay tại không trung khua thành một cái vòng tròn các vị khách quý có thể ra giá rồi thật khốn nạn lại còn có thể đem người làm sủng vật bán nữa tiểu vũ nhịn không được liền nhảy dựng lên đường tam một tay kéo tiểu vũ ý bảo nàng tỉnh táo nhưng chính nội tâm hắn cũng nổi sóng mãnh liệt hắn cũng không phải chưa thấy qua mặt tối của cái thế giới này nhưng khi trực tiếp tiếp xúc thì vẫn là lần đầu tiên ngồi trong phòng đấu giá tựa hồ tất cả nhân tính đều không còn tồn tại nữa tất cả chỉ là ích lợi cùng với dụng vọng thú tính, nhàn nhạt quang mang lé ra, đường tam trong mắt toát ra hơi thở lạnh như băng, ngồi ở trên ghế lặng lặng nhìn. Hắn là một người thông minh, tự nhiên rõ ràng mọi sự phát sinh trước mắt cũng không phải hắn cùng tiểu vũ có khả năng thay đổi cho dù bọn họ thật sự có năng lực cứu miêu nữ này sau này có lẽ còn có những báo nữ hổ nữ chẳng lẽ bọn họ mỗi lần đều có thể kịp thời tới cứu sao chứ sư phụ nói phòng đấu giá là địa phương bẩn thỉu nhưng tràn ngập cơ hội xem ra thật cũng không sai chút nào tiểu vũ cảm thấy được cái nắm tay của đường tam mới không có bộc phát nữa nàng phát hiện đường tam cầm tay mình có vẻ mạnh hơn bình thường hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không còn bình tĩnh nhìn quang mang tức giận trong mắt đường tam nàng cũng dần dần tỉnh táo lại nhưng cúi đầu không hề hướng lên trên đài nhìn lại nói ra cũng thật sự là trùng hợp vừa lúc đường tam cùng tiểu vũ tiến đến phòng đấu giá bắt đầu bán người sống không thể nghi ngờ để lại cho đường tam cùng tiểu vũ ấn tượng cực kỳ sâu sắc mà lại là ấn tượng cực kỳ không tốt đang lúc này đường tam trong lúc vô ý đột nhiên phát hiện người trung niên bên cạnh đã ấn một cái nút làm hắn giật mình mặc dù là lần đầu đi tới nơi này nhưng hắn cũng biết đây là biểu hiện của sự tăng giá một vạn Nói cách khác, hắn ít nhất muốn xuất 11 vạn kim hồn tệ đi mua miêu nữ kia, vốn ấn tượng tốt vừa mới xuất hiện lại bắt đầu biến mất, không nghĩ tới người này nhìn qua là một trung niên nhân đạo mạo nho nhã nhưng trong bụng lại bẩn thỉu đến thế, trung niên nhân ánh mắt thủy chung rơi trên lễ đài, nhưng cũng may trong lòng đường tam xuất hiện biến hóa là lúc hắn mở miệng nói, mất đi linh hồn thì cứu vớt dĩ nhiên không có ý nghĩa. Cô gái này còn có linh hồn, vừa là vũ hồn biến dị, trông thấy có thể nào không cứu cơ chứ? Nghe hắn nói xong, đường tam có chút sửng sốt, đối với trung niên nhân này sự cảnh. Giác càng gia tăng, hắn như thế nào lại biết ý nghĩ trong lòng mình cơ chứ? Chẳng lẽ hắn có đọc tâm thuật trong truyền thuyết hay sao? Không cần nghi hoặc. Tiểu tử, con mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt của ngươi đã đủ để nói cho ta biết rất nhiều việc. Dù sao, số năm sống của ta so với ngươi ăn cơm thì hơn nhiều. Ngươi hãy xem đây như kinh nghiệm xã hội đi, trung niên nhân hướng đường tam cười cười, tay lại ấn vào cái nút tăng giá, lúc này, số tiền đấu giá đã gia tăng tới 16 vạn kim hồn tệ, hơn nữa xem bộ dáng, vẫn như trước không hề có xu thế ngừng gia tăng, người chủ chỉ nói, 17 vạn, có vị khách quý màu đỏ ra giá 17 vạn kim hồn tệ, còn có tăng giá nữa không? 18 vạn, tốt, có vị màu trắng, a, à, màu trắng khách quý ra giá 18 vạn, hắn đã không ngừng một lần kinh hô rồi, màu trắng đại biểu là người có cấp đấu giá thấp nhất rồi, nhưng lần này sau khi chàng đấu giá bắt đầu, lại thủy chung có màu trắng đấu giá giả tham dự đấu giá, càng kỳ quái chính là chưa một lần người này chậm chạp ấn ra giá như vậy rõ ràng đối phương có năng lực đấu giá còn cao hơn nữa ta muốn xem là ai dám cùng ta tranh đoạt ngồi ở khu vực màu đỏ một gã lão giả mạnh mẽ truyền thân đứng lên hướng khu vực màu trắng phía sau tiến lại mặc dù trên mặt mang theo mặt nạ nhưng lúc người này vừa đứng lên đường tam lập tức nhận ra thân phận của hắn trung niên nhân nói đúng con mắt là cửa sổ tâm hồn mỗi một người thì con mắt đều không giống nhau ánh mắt mỗi lúc lại cũng khác nhau rất lớn khu màu đỏ khách quý xuất hiện một người với bộ dáng căm tức đúng là vị tuyết tinh thân vương ở trong thiên đấu hoàng gia học viện đuổi đoàn người bọn họ ra khỏi học viện thiên đấu đế quốc trái với dự đoán của đường tam và tiểu vũ trung niên nhân không mang mặt nạ chẳng những không hề né tránh ánh mắt đối phương ngược lại còn chậm rãi đứng lên mang vẻ mặt mỉm cười hướng phía tuyết tinh thân vương gật đầu tuyết tinh thân vương cùng không ít người đều hướng lên nhìn chứng kiến trung niên nhân đứng lên không chỉ là tuyết tinh vẻ mặt rất ngạc nhiên vẻ căm tức cũng tan biến ngay lập tức đồng thời bên người hắn cũng vang lên một trận kinh hô ngay cả người chủ trì trên đài kia sắc mặt cũng trở nên có chút cứng ngắc phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá có thể tiếp tục chứ thanh âm của trung niên nhân cũng không lớn ôn hòa không mất đi sự nho nhã nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai từng người đường tam bởi vì ngồi ở bên người hắn có thể rõ ràng cảm giác được hồn lực trên người hắn ba động không biết tại sao đối với hắn không hề có cảm giác uy hiếp cảm giác lại cực kỳ nhu hòa hắn có cảm giác phi thường thân thiết, tựa hồ đã từng gặp qua dạng hồn lực này ở nơi nào trước đó. Có thể, đương nhiên có thể, người chủ trì vẻ mặt su nịnh liên tục đáp ứng, 18 vạn kim hồn tệ lần thứ hai, 18 vạn kim hồn tệ lần thứ ba. Thành. Vị miêu nữ này thuộc về khách quý khu màu trắng một vị khách quý kỳ lạ, từ lúc trung niên nhân đứng lên lại không thấy người nào tăng giá nữa nên trận đấu giá này thuận lợi thành công, trung niên nhân đứng lên không sợ hãi chút nào cùng tuyết tinh thân vương rằng có một lúc đường tam chỉ biết hắn nói cũng không phải là giả dối. Nếu không, hắn còn không mang mặt nạ mà thong dong mua miêu nữ kia hay sao? càng huống chi lại còn đắc tội với một vị đế quốc thân vương trung niên nhân nho nhã này nhìn qua cũng không phải kẻ ngu tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc hắn đã làm như vậy chứng minh hắn thật sự có một tâm hồn thiện lương, đại thúc, cảm ơn ngươi, tiểu vũ so với đường tam bộc trực hơn, dưới tâm tình rất tốt, lập tức thốt ra, trung niên nhân mỉm cười lắc đầu, chỉ chỉ xuống sàn đấu giá, ý bảo bọn họ đi xuống xem, lồng sắt thật lớn được đẩy đi xuống, rất nhanh, một lão giả vội vã chạy lên đài, cùng người chủ trì thấp giọng nói vài câu người chủ trì cuống quýt gật đầu trung niên nhân lạnh nhạt cười lầm bầm nói bọn người kia lại muốn thay đổi vật đấu giá tốt tiếp theo thành vật đấu giá kém để chuẩn bị cho ta mỗi lần ta tới thì đều là như thế cả cần gì phải làm như thế chứ ta cũng không phải không trả tiền mà đường tam chăm chú nói, chỉ sợ bọn họ sợ ngươi phá hư chuyện tốt, sau khi biết ngươi ra giá tiền, tự không người nào dám ra giá thêm, có ngươi tại đây, đồ tốt của họ không bán được giá cao, đối với phòng đấu giá mà nói tự nhiên là tổn thất. Trung niên nhân mỉm cười, thoải mái dựa vào ghế, vậy, ta cũng nên đi. Chuyến này cũng không tồi, nếu các ngươi có hứng thú, có thể cùng ta cùng đi xem qua vị miêu nữ kia. Hảo a, à, tiểu vũ không chút do dự đáp ứng. Nàng nhìn qua tuyệt không đơn giản như vậy, nàng muốn tránh thức chứng kiến xem trung niên nhân như thế nào xử lý vị miêu nữ kia, mới có thể an tâm bỏ đi. Trung niên nhân nói, chúng ta ở đây xem nốt kiện đấu giá cuối cùng, lúc đó đi sau, chẳng phải lại để sự an bài của họ phải uổng phí sao? rất nhanh lại một vật đấu giá khác được đẩy lên lần này chỉ bất quá là một cái xe đẩy nhỏ được nhẹ nhàng đẩy ra mà thôi trên xe đẩy đã không còn dùng vải hồng che kín nữa chứng kiến đồ vật này đường tam không khỏi có chút giờ khóc giờ cười còn tiểu vũ lại nhịn không được nói ca cái này không phải hàm xa xạ ảnh của chúng ta sao đúng vậy được đẩy lên trên lễ đài đúng là kiện đồ vật mà không lâu trước đường tam đưa đi xem xét được ghi chú là giá tối thiểu của phòng đấu giá ám khí hàm xa xạ ảnh đương nhiên cái này là giá đấu thấp nhất nhưng đối với người bình thường mà nói đã là không ít số không rồi hàm xa xạ ảnh tên rất hay trung niên nhân hướng đường tam cười cười đường tam muốn từ trong ánh mắt hắn nhìn ra chút ít gì đó nhưng chỉ có thấy sự thâm thúy trong ánh mắt đó trên đài người chủ trì đang giới thiệu vật đấu giá phía dưới này vốn được đấu giá sư của chúng tôi coi là vũ khí được làm tinh xảo nhất các vị khách quý không nên thấy nó thể tích nhỏ mà coi thường uy lực của nó quả thực là cực kỳ kinh người vừa nói, người chủ trì đem hàm sa xạ ảnh từ trên bàn trưng bày cầm lên tay, xem xét sư của chúng tôi cũng không biết vũ khí này được chế tạo như thế nào nữa, nhưng là, một khi sử dụng, nó có thể trong nháy mắt phóng ra 36 cây cương châm, cương châm này trong 15 thước phạm vi, có thể xuyên qua một ly vào trong thép tấm, hơn nữa còn có độc tố tính tê dại, tại lúc phóng ra cương châm thì đồng thời còn có thể có một chùm sương mù che giấu là vũ khí bảo vệ hiếm thấy. Tổng cộng có thể phóng ra ba lần. Nếu sử dụng thích đáng, trong lúc chiến đấu rất dễ dàng làm đối thủ mất đi năng lực chống cự. Hà, trung niên nhân bên người đường tam sắc mặt biến đổi, bọn người kia nói thật sự là một thứ hợp với ý ta đó. Tiểu huynh đệ, cái vũ khí này vốn là thuộc về các ngươi sao? dịch giả câu đon gạch dưới like cà phê biên dịch đang nia tiểu vũ lúc trước đã nói ra đường tam tự nhiên sẽ không che giấu nữa gật đầu thừa nhận trung niên nhân suy nghĩ một chút trực tiếp ấn vào một cái nút đấu giá vị trí hắn ấn chính là nút một vạn kim hồn tệ đại thúc ngươi có phải là ấn nhầm không vậy có tiền cũng không nên phung phí như vậy chứ tiểu vũ vẫn đã chú ý trung niên nhân thấy hắn ấn vào nút một vạn kim hồn tệ nhịn không được nhắc nhở hắn trung niên nhân mỉm cười nói nói chung là không cho người khác cơ hội sau khi ta tăng giá chỉ sợ không có người nào dám cạnh tranh quả nhiên đúng như lời trung niên nhân nói khi người chủ trì trên đài nói đến một vị khách quý khu vực màu trắng ra giá một vạn kim hồn tệ xong căn bản là không có ai dám cạnh tranh thuận lợi đấu giá thành công hai vị tiểu bằng hữu chúng ta đi thôi ta thật có chút chờ mong kết thúc buổi đấu giá hôm nay trung niên nhân đứng lên theo thông đạo hướng ra phía ngoài mà đi Người chủ trì trên đài nhìn thấy hắn rời đi, thần sắc rõ ràng buông lỏng nhiều, hai người Đường Tam đi theo Trung Niên Nhân đồng thời tới khu trung tâm của phòng đấu giá, mới vừa ra khỏi cửa, lập tức đã có một gã bán hàng đi đến, cùng với người bán hàng mà Đường Tam tiểu Vũ gặp qua lúc trước rất khác biệt, người bán hàng này quần áo cũng không có quá lộ liễu, hơn nữa ống quần trên người là màu bạc, tướng mạo lại càng rất đẹp. Mặc dù không thể nói là tuyệt sắc, nhưng cũng là tương đương tiêu chuẩn mỹ nhân rồi, khách quý, xin hãy theo ta, cô gái mặc quần màu bạc cực kỳ cung kính hướng trung niên nhân hành lễ sau đó làm động tác mời đi trước, trung niên nhân phất tay, ý bảo nàng đi trước dẫn đường, đường tam cùng tiểu vũ đi theo phía sau trung niên nhân, ba người dưới sự chỉ dẫn của cô gái quần bạc đi vào bên trong một tòa phòng bên cạnh trung tâm khu đấu giá, phòng rất trống trải, nhưng bố trí lại thập phần trang nhã ghế salon màu trắng thật thoải mái trên bàn hình tròn có bày bốn loại thủy quả rất đẹp mắt cô gái mặc quần màu bạc nói ba vị mời trước tiên nghỉ ngơi một chút vật đấu giá lập tức sẽ đưa lại đây tiểu vũ không chút khách khí nhảy đến ghế salon ngồi hai tay đã cầm lấy một thủy quả cắn một miếng rất ngọt mùi vị không tệ ca Huynh có muốn ăn không đường tam mỉm cười lắc đầu tiện tay đem mặt nạ hạ xuống Tiểu Vũ thấy Đường Tam bỏ mặt nạ, tự nhiên cũng không che giấu nữa, đem mặt nạ ném qua một bên, nàng chăm chú ăn thủy quả, trung niên nhân ngồi xuống ghế salon. Cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Một lúc sau, vài tên đại hán đẩy đến một cái lồng sắt thật lớn. Bên trong không chỉ là miêu nữ kia, còn có vài cô gái khác, đều là cực phẩm, rất là xinh đẹp. Đương nhiên, đưa tới còn có hàm sa xạ ảnh, trung niên nhân cầm qua hàm sa xạ ảnh. Xuất ra thẻ tiền màu đỏ, giúp ta tính tiền, đem mấy vị cô nương này đưa đến chỗ của ta đi vâng cô gái mặc quần màu bạc tiếp nhận thẻ lập tức cho phép mấy người trong lồng sắt đẩy cửa đi ra trung niên nhân lúc này mới chuyển hướng nhìn đường tam mỉm cười nói tiểu bằng hữu cái vũ khí này nếu là của các ngươi thật có thể dạy cho ta cách sử dụng một chút được không đường tam gật đầu nói đương nhiên có thể hắn đơn giản giới thiệu qua Trung niên nhân rất nhanh nắm được phương pháp sử dụng, trực tiếp đem nó để ở trước ngực, trung niên nhân tựa hồ đối với Hàm Sa xạ ảnh thập phần hài lòng, mỉm cười nói, hai vị tiểu bằng hữu, mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta còn muốn hỏi, các ngươi là thuộc về gia tộc nào vậy? Có thể hay không nói cho ta biết? Đường Tam lắc đầu nói, chúng ta không thuộc gia tộc nào cả. Chỉ bất quá là hai gã đệ tử mà thôi. Đệ tử, trung niên nhân sửng sốt một chút, bình thường mà nói. Đệ tử cao cấp hồn sư học viện không phải tới 30 cấp là tốt nghiệp rồi hay sao? Chỉ có một số ít học viện mới đem cấp bậc tốt nghiệp nâng cao một chút đường tam lúc này đã trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Ngài như thế nào biết chúng ta hồn lực đã ngoài 30 cấp? Chẳng lẽ cái này cũng có thể từ trong ánh mắt nhìn ra sao? Trung niên nhân mỉm cười, nói, ta cũng là một gã hồn sư. Hồn kỹ của ta vừa may có một loại có thể nhìn ra hồn lực của hồn sư. Xem bộ dáng của các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là 15, 16 tuổi, thế mà cũng đã ngoài 35 cấp hồn lực, ta thật sự nghĩ không ra là gia tộc nào có thể xuất ra đệ tử xuất sắc như các ngươi vậy. Nói thật so với tiểu ma nữ nhà ta thì các ngươi mạnh hơn nhiều lắm đường tam trên mặt toát ra vẻ tươi cười nhưng chúng ta thật sự không thuộc gia tộc nào cả ngài bỏ ra một vạn kim hồn tệ mua hàm xa xạ ảnh của ta cũng không thể làm cho ngài quá thiệt thòi ta sẽ tặng thêm ngài cái này luôn vừa nói đường tam tháo vô thanh tụ tiễn trên cổ tay trái xuống hơn nữa cũng giảng giải qua phương pháp sử dụng Hắn tay phải mang chính là phi thiên thần trào, chế tạo nó rất là phiền toái, tự nhiên không thể dễ dàng tặng cho người khác. Loại tụ tiễn này cùng hàm sa xạ ảnh là ám khí tương đối bình thường của hắn cho nên hắn cũng không quá hà tiện mà nhận lời lớn như thế. Trung niên nhân toát lên ánh mắt kinh ngạc nhìn tụ tiễn một lát, tại một góc nhỏ của tụ tiễn tìm được hai chữ nhỏ, đường môn. Hai kiện vũ khí này là do một người tên là Đường Môn chế tạo hay sao? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua về tông môn này? Tiểu, Vũ Phi cười, nói, Đường Môn chỉ có một mình ca ca ta, thế nên sao ngươi có thể nghe qua chứ? Trung niên nhân sừng sốt, nhưng hắn lập tức phản ứng, nhìn đường tam nói, chẳng lẽ, hai kiện ám khí này là do ngươi chế tạo ra đường tam không do dự gật đầu trung niên nhân ánh mắt toát ra vài phần quang mang suy tư tiểu tử không biết những vật này ngươi có thể chế tạo trên quy mô lớn không nếu có thể ta hy vọng trực tiếp hướng tới ngươi để mua đương nhiên giá tiền khẳng định không thể cao như hôm nay nhưng chắc chắn là sẽ làm cho ngươi hài lòng đường tam có chút kinh ngạc nói ngươi muốn mua thật nhiều vô thanh tụ tiễn cùng hàm xa xạ ảnh Trung niên nhân gật đầu, ngươi xem ta giống như đang nói giỡn hay sao? Nếu hai vị tiểu bằng hữu có hứng thú, ta có thể mang hai người tới tông môn của ta xem. Đường Tam lắc đầu, nói, cảm ơn ý tốt của ngài, bất quá chúng ta còn có chuyện riêng phải làm, có duyên sẽ gặp lại. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Tiểu Vũ sừng sốt một chút, nàng đối với Trung Niên Nhân thì ấn tượng cũng không tồi, không rõ tại sao Đường Tam lại nhanh như vậy đã lựa chọn rời đi. Nhưng nàng tự nhiên sẽ không phản đối quyết định của Đường Tam, Trung Niên Nhân cũng không có ngăn trở, mỉm cười nói, "Ngươi nói đúng, có duyên nhất định sẽ gặp lại." Thật cao hứng khi biết các ngươi. Đường Tam mỉm cười hoàn lễ, "Chúng ta cũng vậy." đưa mắt nhìn hai người đi khỏi phòng trung niên nhân sờ sờ tụ tiễn trên cổ tay có chút tiếc nuối nói đáng tiếc uy lực của hai loại vũ khí này vẫn còn hơi yếu một chút bất quá hai người này có tiềm lực thật sự là rất lớn đại môn lặng yên không một tiếng động bỗng mở từ bên ngoài đi vào một người tông chủ chúng ta cần phải quay về đó là một vị lão giả mặc trường bào trắng như tuyết một đầu màu bạc tóc dài ở sau lưng chỉnh tề tướng mạo vô cùng nhu hòa hai mắt vẫn khép hờ có chút mấp máy mỗi động tác giơ tay nhấc chân làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đặc thù trong đó trung niên nhân gật đầu cũng nên trở về kiếm thúc chúng ta đi thôi đại môn sử lai khắc học viện cha người nên quay về đi đây là chuyện của bọn đệ tử chúng con ngài đến lúc này không phải làm cho con càng mất mặt hay sao chứ thái long vừa nói vừa cố nén đau đớn mà thở dốc đầu hắn sưng phù giống như một cái đầu heo thân thể di động rõ ràng có chút khó khăn phải dựa vào một gã đệ tử khác mới có thể đứng vững ở trước mặt hắn một trung niên nhân có thân thể so với hắn còn muốn cao lớn hơn đang phẫn nộ nhìn kỹ các đệ tử qua lại người này tướng mạo cùng thái long chừng tám chín phần giống nhau chỉ là nhìn qua có vẻ già hơn một chút quần áo bên ngoài căn bản không thể che giấu cơ bắp cuồn cuộn của hắn vẻ mặt cực kỳ dữ tợn thúi lắm con mình bị người ta đánh cho ngay cả các đốt ngón tay cũng gãy lão tử nếu còn có thể nhịn thì ta sẽ không xứng được xưng là đại lực vương thái nặc Ngươi là tiểu tử hỗn độn, chỉ biết dọa người, ngay cả một tiểu tử hơn 10 tuổi kia cũng không đánh lại được. Ta muốn nhìn xem, là kẻ nào lợi hại như vậy, ngay cả con của Thái Nặc ta cũng dám đánh. Vẻ mặt Thái Long lúc này đầy vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cực kỳ hối hận tại sao lại về nhà nghỉ ngơi. Lúc này tứ chi cùng các đốt ngón tay đã được nối lại rồi. Mặc dù thân mình lực phòng ngự cường hãn, nhưng bị đường tam đánh cho hôn thiên ám địa cũng không phải trong một thời gian ngắn là có thể khỏi được, cha, người như thế nào lại làm khó con như vậy. Sau này con còn mặt mũi nào tại học viện tiếp tục tu luyện, Thái Long cười khổ tiếp tục khuyên bảo cha mình, đồ hỗn độn. Nhân gia ta hơn 30 cấp đã tốt nghiệp rồi, vậy mà học viện các ngươi lại phá lệ lập ra cái ban cao cấp gì gì đó, ngay cả ngươi bị đánh thành như vậy mà không có ai quản chờ ta bắt lấy cái tên tiểu tử kia sẽ đi tìm các sư phụ học viện của ngươi nói lý cái này cha à là do ta gây sự trước cùng đường tam không quan hệ ngươi còn có mặt mũi mà nói nữa sao gây sự mà bị người ta đánh thành như vậy ngươi thật sự làm mất mặt ta đệ tử qua lại tự nhiên không hề biết thái long nhưng chứng kiến thái nặc với bộ dáng hung thần ác sát ai cũng không dám tiến lên đi ngang qua thì cũng rảo bước nhanh hơn thái long ngươi ở chỗ này làm gì còn không về mà dưỡng thương sao đường tam cùng tiểu vũ rốt cục đã trở lại tiểu vũ nhìn qua cái đầu heo của thái long nhịn không được nói thái long hướng đường tam cùng tiểu vũ nháy mắt ý bảo bọn họ nhanh nhanh đi vào nhưng tiểu vũ lại hiểu sai ý ngươi như vậy vẫn còn không phục liếc cái gì chẳng lẽ còn muốn đấu nữa tiểu vũ vừa xuất hiện ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của đại lực vương thái nặc trong lòng thầm khen thật là một tiểu cô nương xinh đẹp hắn mặc dù bề ngoài thô lỗ nhưng không hề ngu ngốc chút nào từ mấy câu nói của tiểu vũ hắn đã hiểu được nhiều điều nhìn qua vẻ mặt của con mình ánh mắt nhất thời rơi vào trên người đường tam các ngươi ai là đường tam thái nặc đột ngột hỏi Dịch giả, câu đòn gạch dưới lai like, cà phê biên dịch, đang đưa đường tam nghe có người gọi tên của mình, vô ý thức trả lời, là ta, giỏi lắm, giỏi lắm, nguyên lai like là đồ con thỏ nhà ngươi đã đem con ta đánh thành như vậy, thái nặc ở chỗ này bắt đầu chờ từ xế chiều, rốt cục tìm được mục tiêu nhất thời khí tức được bộc phát, vươn bàn tay to, trực tiếp chộp tới vai đường tam, đường tam cước đạp quỷ ảnh mê tung, thân thể lùi về phía sau ba thước, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay to lớn lớn của Thái Nặc, ngươi là cha của Thái Long." Thái Nặc ngạo nghễ nói, "Không sai, ta là Đại Lực Vương Thái Nặc. Ngươi đem con ta đánh thành như vậy, có nên trả cho nó một chút công đạo hay không?" Tiểu Vũ có chút khinh thường liếc nhìn Thái Long một cái, "Đánh bại ngươi, cha ngươi liền ra mặt. Nếu chúng ta đem cha ngươi đánh bại, chẳng lẽ ra ra ngươi cũng ra mặt đòi đánh?" Thái Long sừng sốt một chút, trong mắt nhất thời đầy vẻ xấu hổ, "Tiểu Vũ, ngươi đừng hiểu lầm, là cha ta nhìn thấy vết thương trên người ta, cho nên mới bất quá, nếu gia gia của ta thật sự tới thì có thể thật sự phiền toái rồi." Thái Nặc liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, "Tiểu nha đầu, nơi này cũng có chuyện của ngươi sao? Nếu không phải ngươi dụ dỗ con ta thì sao hắn có thể bị thê thảm như vậy?" Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, mới vừa nhỏ như vậy đã học câu dẫn nam nhân rồi. Tiểu vũ có chút sừng sốt, giận dữ nói, đại tinh tinh, ngươi nói ai câu dẫn nam nhân. Thái nặng hừ một tiếng, chẳng lẽ không đúng do ngươi mà con thỏ nhỏ này đánh con ta hay sao? Chờ ta thu thập xong tiểu tử này, sẽ tới giáo huấn ngươi. Con ta có cái gì là không tốt? tiểu tử này cũng không phải dạng bạch diện gì cả vừa nói thân thủ hắn lại hướng đường tam chộp tới đối với công kích của thái nặc đường tam cũng không có chút tức giận hắn nhìn ra được thái long cũng không phải nói dối cha hắn hiển nhiên không phải do hắn gọi tới nhưng là thái nặc đối với tiểu vũ vũ nhục lại làm cho đường tam không chịu được đối với hắn mà nói tiểu vũ là vải ngược của hắn trong mắt quang mang âm hàn hiện ra Lúc này, đây hắn cũng không tiếp tục tránh né nữa, thân hình nghiêng về phía trước. Tay trái vung lên, chế trụ cổ tay thái nặc, tay phải nhất thời đánh đến các đốt ngón tay của hắn, dùng thủ pháp cầm nã thủ bá đạo nhất phân cân tán cốt, cổ tay thái nặc bị Đường Tam bắt được cũng có chút sừng sốt. Nhưng phản ứng của hắn thì không phải Thái Long có thể so sánh được. Cũng không có thu hồi tay về, khẽ quát một tiếng, toàn thân rung mạnh, tay vận công mạnh mẽ, khiến tay đường tam đang khống chế phải bật ra, khống hạc cầm long công của đường tam mặc dù tinh diệu, nhưng lúc này lại thành vô dụng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ Tay đối phương truyền đến, nhất thời đánh văng tay hắn ra, cước đạm quỷ ảnh mê tung, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, lực lượng thật là mạnh đường tam trong lòng sợ hãi tinh thần nhất thời tập trung hẳn lên dịp thái nạc thấy mình không đánh ngã được đường tam thì rất kinh ngạc khó trách có thể đánh được con ta quả nhiên có chút năng lực ta muốn xem xem ngươi có thể tiếp được mấy chiêu của ta vừa nói hắn cũng không phóng thích vũ hồn của mình cứ như vậy đuổi theo đường tam song trường chợt mở ra hướng phía đường tam mà ôm lại chỉ vừa tiếp xúc qua, đường tam đã rõ thực lực của đối phương hơn mình nhiều lắm, nếu thật sự bị hắn ôm lấy thì đừng có nghĩ trốn thoát được. Nhưng đường tam cũng không phải là lực lượng hồn sư như vậy, cho nên hắn sẽ không dạy gì mà đi ngạnh kháng đối phương. Bước chân biến đổi, thân thể nhất thời trở nên hư ảo, thái nặc tốc độ mặc dù cũng không chậm nhưng liên tiếp công kích vài lần ngay cả chéo áo của đường tam cũng chưa thể chạm tới tiểu tử thối có bản lãnh thì đừng chạy thái nặc căm tức quát đường tam trong lòng hắn cũng có chút giật mình hắn đã nghe thái long nói qua đường tam là một gã khống chế hệ hồn sư hơn nữa năng lực cận chiến rất mạnh thông qua vài lần dò xét đường tam mặc dù lực lượng không bằng hắn nhưng tốc độ so với khi hắn không sử dụng vũ hồn thì cao hơn vài phần vì vậy muốn bắt được đường tam hiển nhiên cũng không dễ dàng, đường tam cũng không trả lời, trong mắt tinh quang chợt lóe quang mang trắng nhũ nhập vào cơ thể, lam ngân thảo xoay vòng quanh thân thể, hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn xoay quanh mà lên, phóng ra quang mang trói mắt, thái nạc hừ một tiếng, cùng so vũ hồn với ta sao. Tốt, ta muốn xem, vũ hồn của ngươi mạnh thế nào. Đại lực tinh tinh, phụ thể, hắn hét lớn một tiếng, cả người mạnh mẽ biến đổi thành cao thêm năm tấc, quần áo rách toang, lộ ra cơ thể cứng rắn như kim loại, Thái Long tuy rất mạnh, nhưng so sánh với cha của hắn thì còn kém hơn rất nhiều. Sự biến đổi càng làm đồng tử đường tam có chút co rút chính là vị đại lực vương Thái Nặc này tổng cộng có 5 cái hồn hoàn. Hai vàng, ba tím, quang mang huyễn lệ sáng trói xung quanh kỳ thật đường tam cũng không biết gia tộc thái long đã có từ lâu rồi mà mỗi rời lại là truyền thừa vũ hồn giống nhau thái long lại là con trai duy nhất trong nhà trưa nay khi hắn về nhà thái nặc chứng kiến một thân bị thương của hắn tự nhiên không kìm được lửa giận mà chạy tới đây tiểu tử sợ rồi sao sợ thì nhận thua đi lão tử trước tiên đánh cho tứ chi của ngươi gãy hết ra sau đó mới đem các sư phụ của học viện xử lý lão tử chính là năm tám cấp lực lượng chiến hồn vương ngươi biết rồi chứ quyền cước không có mắt vạn nhất ta đánh gãy tay chân của ngươi vậy không hay rồi thái nặng phóng xuất vũ hồn xong nhất thời lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng Hắn thấy hồn lực của mình so với đối phương cao hơn ít nhất 20 cấp, tuyệt đối có thể dễ dàng làm cho tiểu tử trước mắt khuất phục, nhưng hắn làm sao biết, đặc điểm lớn nhất của Đường Tam là ý chí cực mạnh, áp lực càng lớn, hắn ngược lại ý chí càng lớn, ngươi là cha của Thái Long, nhưng ngươi không phải là cha của ta, Đường Tam lạnh lùng nói. Trong lòng hắn có chút có chút chua xót, nhìn thấy con mình bị đánh thái nặc đã đau xót mà ra mặt, nhưng hiện tại cha mình lại đang ở địa phương nào cơ chứ? càng là như vậy chiến ý trong lòng hắn càng bộc phát mãnh liệt quyết phải thắng cho bằng được lúc này trong cơ thể đường tam hồn lực nhanh chóng vận chuyển cả người đã ở vào trạng thái cực hạn ca ta và ngươi đồng thời đối phó với hắn tiểu vũ mắt thấy thái nặc chính là một vị cường giả cấp bậc hồn vương nên đã vội vàng phóng thích vũ hồn của mình đường tam phất tay ngăn cản nói không để một mình ta ngươi không cần phải nhúng tay đây là chuyện của nam nhân chúng ta Tốt, Thái Nặc khen một tiếng, tiểu tử ngươi nhìn qua mặc dù tuổi không quá lớn, nhưng những lời này lại rất hợp với ý ta. Đúng vậy, đây là chuyện của nam nhân chúng ta, chỉ bằng vào lời nói này ta sẽ hạ thủ lưu tình. Không cần, Đường Tam nhàn nhạt xuất một câu, người đã di động hắn cũng không có tiến lên, mà là bay nhanh về phía sau, trên người phóng xuất lam ngân thảo tựa như vô số tử xà màu tím, ngăn chặn hướng đi của thái nặc, thái nặc ha hà cười, cả người tựa như một chiếc chiến xa, trực tiếp hướng phía đường tam vọt tới, lam ngân thảo cản đường, căn bản coi như không nhìn thấy, phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng vang lên, lam ngân thảo chỉ cần quấn quanh thân thể thái nặc một chút, lập tức sẽ bị cơ thể cường tráng của hắn phá tan, dĩ nhiên không thể nào làm giảm tốc độ của hắn. Phải biết rằng, Đường Tam sau khi thu được hồn hoàn của nhân diện Ma Chu, Lam ngân thảo của hắn đã trở nên cực kỳ cứng cỏi. Hơn nữa, do được hỗ trợ của băng hỏa lưỡng nghi nhãn cải tạo đã làm trình độ cứng cỏi của vũ hồn tăng lên một đẳng cấp mới đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến đường tam đối với thái nặc đã đạt tới hồn vương cấp bậc cũng không e ngại nhưng là lực lượng của thái nặc so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều đặc tính của lam ngân thảo mạnh mẽ như thế nhưng cũng không cách nào làm cho hắn phải dừng cước bộ dù chỉ trong chốc lát chỉ trong nháy mắt đường tam đã phán đoán được vị hồn vương năm mươi Tám cấp bằng trước mắt này, tại phương diện lực lượng dĩ nhiên cũng không thua chút nào so với lực lượng được xưng là đại lực kim cương hùng của Triệu Vô Cực. Mà hồn lực của Triệu Vô Cực chính là đã đạt tới 76 cấp, nhanh chóng lục tìm kiến thức được đại sư truyền thụ trong đầu, đường Tam rõ ràng lần này chính mình gặp phải, chỉ sợ là một vị thuần khiết lực lượng hình hồn sư thuần khiết lực lượng hình hay là năng lực của tất cả hồn hoàn phụ gia đều là lực lượng. Lực lượng mạnh, thân thể tự nhiên cũng mạnh hơn hẳn bình thường, hôm nay tại lúc chiến đấu cùng Thái Long, Đường Tam đã mơ hồ phát hiện vấn đề này, trình độ cường hãn thân thể của Thái Long căn bản không phải một hồn sư mới hơn 30 cấp có khả năng đạt được, lúc này Thái Nặc đã khiến hắn càng cảm thấy đúng. Lam Ngân Thảo đối hắn căn bản là không có chút tác dụng, trên người Thái Nặc có 5 cái hồn hoàn cao thấp chuyển động, trước người hai cái hồn hoàn phát ra màu vàng quang mang. Hai cái hồn hoàn này một cái mang hồn kỹ là gia tăng lực lượng, một cái là ngưng tụ lực lượng. Khi sử dụng, có thể làm lực lượng vốn rất kinh khủng của hắn gia tăng 50%. Hơn nữa bản thân hắn đã là 58 cấp hồn lực, lúc này mới có thể đối với Lam Ngân Thảo của đường Tam không thèm để vào trong mắt, kinh nghiệm chiến đấu của đường Tam cũng vô cùng phong phú, mặc dù đối mặt với lực lượng hoàn toàn áp đảo của đối thủ, nhưng hắn cũng không một chút bối rối. Mặc dù khi sử dụng vũ hồn, tốc độ của Thái Nặc đã gia tăng không ít. Nhưng tốc độ của đường Tam nhờ hồn lực thúc dụng cũng đồng dạng tăng cường làm thái nặc nhất thời muốn đuổi theo hắn cũng tuyệt không dễ dàng, đường tam đem lam ngân thảo của mình thu hồi, chỉ là bằng vào quỷ ảnh mê tung cùng rằng co với đối thủ, cũng không nóng lòng tiến công. Chiến đấu một trọi một thì đầu tiên phải rõ ràng chính mình cùng đối phương mạnh yếu như thế nào. Điểm mạnh của thái nặc rất rõ ràng, đó chính là lực lượng kinh khủng cùng với năng lực phản kích. Mà điểm mạnh của chính mình là cái gì? đường tam biết điểm mạnh của bản thân có rất nhiều trong đó huyền thiên công cũng được tính là một trong số đó khác với tu luyện hồn lực của thế giới này đạo gia thượng thừa tâm pháp huyền thiên công của đường tam tại phương diện phục hồi có ưu thế rất lớn mà hắn khi chạy rõ ràng so với đối thủ đang không ngừng phát lực cũng tiết kiệm được một chút khí lực muốn chiến thắng đối thủ đầu tiên cần phải tiêu hao hồn lực của đối phương mới được lúc này người chung quanh đang xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều tiểu vũ khẩn trương nắm chặt tay tùy thời chuẩn bị tiến lên cứu viện mà thái long cũng bị chàng chiến đấu của cha mình cùng đường tam hoàn toàn hấp dẫn dịch giả câu đòn gạch dưới lai like cà phê biên dịch đang nó bọn họ thái ra vũ hồn chính là do di truyền mà có được hắn cũng muốn xem xem chính mình trước mặt đường tam không hề có khả năng hoàn thủ thì cha hắn có thể làm gì để khắc chế được theo thời gian trôi qua thái nặc đã có chút tức giận hắn cùng đường tam đánh vốn là ỷ lớn bắt nạt nhỏ bây giờ một thời gian dài rồi mà không thể bắt được hắn còn để mặt mũi vào đâu được nữa đột nhiên dừng lại cước bộ thái nặc không hề đuổi theo đường tam nữa ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng lực lượng chi nguyên hồn hoàn thứ ba của hắn cũng là ngàn năm hồn hoàn đầu tiên của thái nặc tử quang trợt xuất hắn rốt cục dụng ra hồn kỹ tăng cường lực của mình vốn thân thể cũng đã hùng tráng như núi tựa hồ lại bành trướng hơn vài phần dưới da tay hắn bỗng xuất hiện những hoa văn nhỏ như những con rắn xung quanh thân thể thái nặc phảng phất nổi lên một tầng lực lượng cuồn cuộn lấy thân thể hắn làm trung tâm, không khí chung quanh rõ ràng trở nên ngưng động, đường tam thấy thái nặc dừng lại cước bộ, đã lập tức trở nên cẩn thận hơn, lặng lặng nhìn thái nặc, trong mắt dần dần toát ra từng chùm quang thải màu vàng đất, hống, chân phải của thái nặc mạnh mẽ dơ lên, đạp mạnh xuống mặt đất, một màn kinh khủng xuất hiện, mặt đất chợt run rẩy, tựa hồ ngay cả thiên đấu thành đô cũng bị chấn động, trên mặt đất một khe nứt nhanh chóng kéo dài ra, trong chớp mắt đã đã tới chân đường tam. Khe nứt qua chỗ nào, đá vụn cùng khí lưu cuồng bạo phóng thẳng lên cao, thẳng tắp bay lên cao hơn 10 thước. Nói cách khác, nếu nằm trong vùng ảnh hưởng của cột khí lưu hay bị cái khe nứt này lan tới dưới chân, vậy sẽ phải chịu công kích cuồng bạo. Lực lượng thật mạnh, thì ra lực lượng cũng có thể dùng như vậy lúc đó ý niệm trong đầu đường tam chợt lóe cả người đã bay lướt ngang qua hắn rất rõ ràng chính mình tại phương diện hồn lực so với đối phương chênh lệch quá nhiều cho dù là một trong kỳ kinh bát mạch đã được đả thông cũng quyết không thể chống lại thái nặc trước mặt bây giờ điều hắn có thể làm chỉ là né tránh mà thôi Thái nặc lúc này mặc dù có thể phát huy lực công kích từ xa, nhưng không thể nghi ngờ lại làm tăng thêm tốc độ tiêu hao hồn lực của hắn, liên tiếp công kích làm đất không ngừng rung mạnh. Một đạo rồi lại một đạo khe nứt điên cuồng hướng đường tam công kích công kích liên tục của thái nặc rất nhanh nhưng đường tam né tránh lại càng nhanh hơn thân ảnh ở chiến trường này linh động tựa như bướm vờn hoa chợt tiến chợt lui khiến cho khí lưu kinh khủng kia tùy ý xẹt qua bên người nhưng thủy trung vẫn chưa bị chúng chiêu khá lắm chạy trốn hay lắm thái nặc tức giận gầm một tiếng làm lực lượng hình hồn sư, hắn ghét nhất gặp phải mẫn công hệ hồn sư, cũng giống đường tam lúc này vậy khiến hắn cực kỳ tức tối. Hắn thích nhất là chiến đấu cứng đối cứng. Đối mặt với đường tam. Rõ ràng thực lực cao hơn nhiều so với đối thủ, nhưng lại có cảm giác vô lực, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu, tiểu tử. Là do ngươi bức ta. Xem đệ tứ hồn kỹ. Lực chi chấn trên người thái nặc hồn hoàn thứ tư trợt sáng mắt thấy thân thể thái nặc tiếp tục mạnh mẽ bành trướng thái long sắc mặt đại biến vội vàng quát lớn mọi người nhanh lui ra phía sau mau thân thể thái nặc tựa như một cánh cung lớn đang được kéo cong dần về phía sau ngay sau đó kích phát lực của hai tay trong khi hồn hoàn thứ tư phóng thích quang mang hai nắm đấm mạnh mẽ đấm xuống đất ầm ầm một vòng sóng chấn động mãnh liệt lấy thân thể hắn làm trung tâm mà tỏa ra xung quanh bao quát một diện tích khổng lồ quanh thân thể hắn mặt đất nơi này lúc trước do công kích của hắn nứt vỡ vô số lúc này lại bị lực lượng mạnh như thế làm cho chấn động cả mặt đất nhất thời sụt lún bùn đất cát đá bắn tung tóe lên cao trong vòng đường kính 30 thước cát đá bay đầy trời. Lực lượng đất đã tạo nên dòng khí lưu mạnh mẽ như vươn tới tận trời cao, coi như là thần trí thái nặc còn thanh tỉnh. Hắn đem lực lượng cửa mình hoàn toàn hướng dưới đất phát ra hơn nữa cũng hạn chế phạm vi lực lượng bộc phát nếu không lúc này đông đảo đệ tử đang xem cuộc chiến dưới tình huống năng lực tự bảo vệ không đủ bị ngộ thương hẳn là không thể ít mặc dù như thế nhưng thân thể đường tam vẫn hoàn toàn bị bao phủ trong phạm vi công kích của thái nặc loại tám phương công kích này tự nhiên không phải thân pháp có thể né tránh được Tiểu Vũ thấy vậy hoảng sợ kêu lớn, lực lượng của Thái Nặc như thế thật là kinh khủng, Cường Đại Khí lưu trực tiếp đem nàng ngăn cản ở phía ngoài phạm vi công kích các ngươi nhìn xem, trên bầu trời, đúng lúc này, không biết ai hô lên một câu. Khiến cho ánh mắt của các đệ tử cùng với Thái Nặc đều hướng lên bầu trời nhìn lại, giữa không trung, cát bụi bay lên đang từ từ rơi xuống. Đồng thời rơi xuống, còn có một đạo thân ảnh lấp lánh tử quang, tám cây mâu thon dài tại sau lưng hắn mở rộng, hồng và trắng hai màu quang mang trải rộng toàn thân mâu, vô số lam ngân thảo ở sau lưng ngưng kết thành hình thái như chiếc cánh làm chậm lại tốc độ rơi xuống của hắn, ánh mắt lạnh như băng thủy chung vẫn hướng tại trên người thái nặc, sau lưng hắn là tám cây trường mâu, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời lóe lên vầng ánh sáng huy hoàng nhìn qua rất quỷ dị, kinh hô than thở không thể nghĩ đến, là các loại tâm tình của những đệ tử đang xem cuộc chiến, bọn họ đều nhìn ra, đường tam học viên của một học viện trung cấp, nhưng khi đối mặt toàn lực công kích do hồn kỹ thứ tư của một vị hồn sư cấp bậc hồn vương phát động, mà lại có thể tránh thoát, đây là thực lực thế nào, nếu nói lúc trước né tránh được vẫn chỉ là kỹ xảo, vậy lúc này đường tam thể hiện ra lại chính là tránh thức thực lực của hắn, trong ánh mắt thái long nhất thời xuất hiện một trận thất thần, giờ khác này hắn mới thật sự rõ ràng chính mình cùng với Đường Tam lúc đó tranh lệch lớn đến như thế nào. Mặc dù hai người đều là 37 cấp nhưng lại có sự chênh lệch như vậy, nguyên lai like, Đường Tam mắt thấy Thái Nhạc thể hiện động tác Loan cung, lập tức ý thức được không ổn, trước tiên đem bát Chu Mâu của mình phóng thích ra bát chu mâu đồng thời đâm xuống mặt đất toàn lực bắn lên đẩy thân thể hắn bay lên cao mặc dù vẫn bị khí lưu cùng cắt đá đánh chúng nhưng hắn đã làm cho thương tổn giảm tới mức thấp nhất lam ngân thảo lúc này lại phát huy tác dụng bằng vào sự khống chế chuẩn xác của đường tam lam ngân thảo tại không trung ngưng tụ thành như cái ô chắn gió triệt tiêu bớt tốc độ rơi xuống lúc này mới làm cho hắn có thể tránh thoát được đại bộ phận công kích của thái nặc lúc này thái nặc đang đứng ở chỗ trung tâm một cái hố lớn với đường kính khoảng 30 thước, sâu khoảng độ 5 thước, lực phá hủy của hắn đủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải kinh hãi nếu đây là trên chiến trường trừ phi thực lực đối thủ so với hắn mạnh hơn nếu không ở trong phạm vi này sẽ không còn người sống tồn tại mắt thấy đường tan từ từ rơi xuống thái nặc cũng không ngăn nổi một trận thất thần liên tiếp sử dụng đệ tam đệ tứ hồn kỹ đối với hắn hồn lực của bản thân tiêu hao cũng không nhỏ Lúc này cũng không thể không tạm ngừng công kích, trợn mắt nhìn thân thể đường tam hạ xuống, đường tam nhìn qua rất nhẹ nhàng quét nhẹ tay vào bên hông, một cái hạp tử màu đen dài khoảng một thước xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, không thể nghi ngờ lực lượng hình hồn sư là không thể bay được, lúc trước thân thể đường tam rơi xuống từ trên hơn 30 thước cho nên lúc này đối với hắn thì thái nặc là một cái đích ngắm rất tốt bằng vào hồn lực hiển nhiên không có cách nào phá vỡ được phòng ngự của đối phương nhưng đừng quên hắn xuất thân từ đường môn cẩn thận đang ở không trung đường tam vẫn còn nhắc nhở thái nặc một câu dù sao hắn cùng với cha con thái nặc cũng không có thâm cừu đại hận gì thái long lại là đồng học của hắn nếu không phải phòng ngự của thái nặc quá biến thái hắn cũng sẽ không lấy gia chư cát thần nỏ bá đạo này sử dụng chư cát thần nỏ lại không cần thời gian để chuẩn bị hơn nữa dây nỏ cũng không phải vì buộc quá chặt mà lo đứt mà lúc này đường tam lấy lam ngân thảo mà giảm tốc độ xuống một chút nên hắn có thừa thời gian để bắn nỏ, cách mặt đất chừng năm thước, khoảng cách này đã đủ cho đường tam phát huy uy lực cao rồi, thái nặc mắt thấy đường tam sắp hạ xuống, lần này hắn từ không trung rơi xuống hiển nhiên là không còn chỗ trốn nữa, lập tức chuẩn bị tư thế, nhưng chư các thần nỏ trong tay đường tam đã nhắm ngay vào hắn, cẩn thận. Ta tại sao phải cẩn thận? trong lúc thái nặc đang tự hỏi trong lòng, thì liên tiếp chuỗi âm thanh khanh thương trong nháy mắt bộc phát, chư các thần nỏ bắn ra với tốc độ thật sự quá nhanh hơn nữa lại quá gần nên phản ứng duy nhất của thái nặc chỉ là đưa tay che ở trước mặt, sau một khắc, cả người hắn đã cảm giác được tựa hồ có vật gì mạnh mẽ đánh vào thân thể, cả người liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững được thân hình, toàn bộ 16 cây nỏ tiễn, đầy đủ cắm ở trên cánh tay thái nặc, trong lúc đó ngực bụng của Thái Nặc vẫn hiện ra tầng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, chư cát thần nỏ đủ để xuyên thùng thép bản cũng chỉ có thể cắm vào tay hắn một tấc rồi không cách nào tiến vào được nữa. Đồ khốn, Thái Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồn lực chợt phát động, 16 cây chư cát thần nỏ cơ hồ được hắn chấn bay, nương theo còn có 16 tia máu tươi bắn ra, chư cát thần nỏ mặc dù cường hãn, nhưng còn không đủ để tạo thành thương tổn chí mạng đối với thái nập nhưng hắn là một hồn vương 58 cấp lại bị một kẻ chỉ có 30 mấy cấp hồn tôn đả thương, đó là một chuyện cực kỳ sỉ nhục, có lẽ là do tâm lý vô cùng kích động, thái nặc cũng không có chú ý tới, những vết thương trên người mình không hề có chút cảm giác đau đớn nào, đường tam thực sự có kinh nghiệm thực chiến phong phú, lúc thái nặc lấy tay ngăn đỡ bảo vệ đôi mắt, lam ngân thảo sau lưng hắn đã tản ra, thân thể vừa chạm đất, tám chu mâu bắn ra trên mặt đất, cả người đã đã nhanh chóng biến đổi phương vị. Khiến cho khi thái nặc buông cánh tay xuống thì nhất thời không thấy bóng dáng của đường tam đâu, khi hơi thở xuất hiện từ sau lưng truyền đến, thái nặc mới ý thức quay người lại, nhưng không biết tại sao, thân thể hắn lại trì trệ một lúc, mới xoay được nửa người, trên vai đã truyền đến cảm giác tê dại, khóe mắt hắn đã nhanh chóng chứng kiến động tác đường tam thu hồi bát chu mâu, bốn mâu phía dưới cắm trên mặt đất, bốn mâu dơ lên trước mặt tại vai thái nặc để lại bốn cái lỗ nhỏ đối phó với lực phòng ngự cường hãn của hồn sư phải công kích như thế nào đường tam dùng hành động đã để lại cho đệ tử đang xem chung quanh một bài học lực phòng ngự của thái nặc tuy mạnh nhưng cũng chỉ là dựa vào cơ thể cùng hồn lực dịch giả đang nia biên dịch đang nia cũng không giống huyền quy vũ hồn sư mà đường tam từng gặp lấy quy giáp làm tấm chắn cho nên đường tam quyết định lựa chọn phương pháp dùng sức công kích trực tiếp lên trên bề mặt của hắn mặc dù bát chu mâu không có cách nào để đâm vào quá sâu nhưng nếu chỉ là đâm rách ra thì vẫn có thể làm được mọi người đang xem đều đồng thanh hô lên các đệ tử xung quanh hay thậm chí thái long bên trong cũng nhìn thấy chư cát thần nỏ bắn ra lưu lại những vết thương mà máu từ đó chảy ra đã đen sì hơn nữa bát chu mâu còn thêm một phát khiến da thịt của cha hắn đang bị lan tràn bởi màu tím đen một cách nhanh chóng, cảm giác lạnh cóng chợt truyền đến khắp thân thể thái nặc khiến hai mắt hắn hoa cả lên. Hắn cố dùng sức lắc mạnh đầu nhưng cảm giác này lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Người, người chính là dùng độc đường tam dùng bát chu mâu chống đỡ thân thể trên mặt đất cả người từ trên cao nhìn xuống thái nặc bên dưới nhàn nhạt nói độc vốn là một bộ phận năng lực của ta chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh bại ta nữa sao thái nặc là một vị lực lượng hình cường công hệ hồn sư mà khống chế hệ hồn sư đối mặt với cường công hệ hồn sư vốn là có chiếm ưu thế mặc dù hai người hồn lực hơn kém nhau thật lớn nhưng đường tam bằng vào đường môn tuyệt kỹ tự thân lại có khả năng của khống chế hệ hồn sư lại còn có công kích cực nhanh cực độc ngoài ngoài ra hắn còn có phương thức chiến đấu rất nhuần nhuyễn nên đã khiến cho thái nặc chịu bị động hoàn toàn khi chư các thần nỏ bắn phá làm rách ra tay thái nặc thì thắng bại của trận đấu cũng coi như được định đoạt băng hỏa lưỡng nghi nhãn nửa năm trước không hề lãng phí tất cả động trên người hắn cũng như ám khí đều được hắn vận dụng đến mức cao nhất Giống như lời độc cô bác từng nói qua, cho dù là hồn sư cường đại nào mà gặp hắn cũng đều có sự sợ hãi giống nhau. Độc là một loại thủ đoạn công kích đặc thù, hồn sư muốn đối phó với kịch độc thì đầu tiên phải cẩn thận phòng bị nhưng mà thái nặc đối với Đường Tam lại quá coi thường, đối với hắn muốn bắt một tiểu hài tử như vậy là quá đơn giản, nhưng hắn lại không thể nào nghĩ đến chính mình lại lật thuyền giữa dòng như bây giờ. Ngươi Vừa mở mồm ra nói một tiếng, thái nặng phát hiện ra đầu lưỡi của mình không còn nghe theo ý mình nữa rồi. Mặc dù hắn mạnh mẽ để tụ hồn lực để chống lại độc tố trong cơ thể không lan tràn, nhưng trước sau hắn bị dính hai loại kịch độc, lúc trước hắn lại phẫn nộ quá mà thúc giục hồn lực ra nên tốc độ di chuyển của độc tố trong máu càng nhanh hơn. Cho nên lúc này hắn đã không thể ngăn cản được độc tố nữa rồi, kịch. Đồng trong bát chu mâu có chứa theo đặc tính của bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Hai loại tiên phẩm dược thảo này mặc dù không tăng cường hồn lực của đường tam lên, nhưng chúng cũng mang theo hàn độc cùng hỏa độc dung nhập vào bên trong cơ thể đường tam cùng với các loại độc đã có thì càng tăng cao uy lực có thể nói, bây giờ cho dù là độc cô bác mà đối mặt với bát chu mâu của đường tam thì cũng chỉ có thể bằng vào khả năng tự kháng độc của bản thân mà ngăn cản, không thể nhờ vào người ngoài giải độc cho, như vậy kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể rồi thì thái nặc, một hồn sư mới chỉ có 58 cấp kết cục sẽ thế nào chứ, 3, 2, 1. Ngã, đường tam thong dong nói ra bốn chữ, thân thể khổng lồ của thái nặc ầm ầm ngã xuống mặt đất miệng vết thương máu đen di động mãnh liệt đường tam ta liều mạng với ngươi một bóng đen từ không trung lao xuống đó chính là thái long lúc này thân thể thái long mặc dù di động vẫn khó khăn như trước nhưng hai mắt càng đỏ thêm như cái thù này chính là mối thù bất cộng đái thiên mắt thấy cha có bộ dạng thảm hại như vậy hắn cũng không thể nghĩ tới chuyện thực lực của mình và đường tam quá chênh lệch có bát chu mâu sự nhanh nhẹn của đường tam thậm chí ngang với chu trúc thanh một mẫn công hệ hồn sư vừa thấy thái long lao tới hắn trầm giọng quát, Thái Long, ngươi dừng lại ngay, nếu tiếp tục công kích nữa ta sẽ không thể cứu cha ngươi, đến lúc đó hắn chết chắc. Thái Long tuy lỗ mãng nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu. Vừa nghe cha còn có thể cứu được, trong đầu nhất thời thanh tỉnh lại vài phần dừng công kích của mình lại rồi hướng đối diện Đường Tam mà đứng, bát chu mâu chĩa xuống đất, Đường Tam đi tới bên người Thái Nặc, giơ một cây bát chu mâu đâm vào sau lưng Thái Nặc. Hồn lực vận chuyển, hắc khí trên người của Cường Lực Vương Thái Nặc rõ ràng đang hướng phía Bát Chu Mâu mà di chuyển đến, lúc này, các đệ tử khác đang đứng nhìn Đường Tam với ánh mắt cực kỳ kinh hãi cùng kính sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì ai có thể tin tưởng một gã hơn 30 cấp hồn tôn có thể chiến thắng một gã đến gần 60 cấp hồn vương cơ chứ, hơn nữa theo bọn họ thấy, đây thậm chí là chiến thắng tuyệt đối vì thái nặng trước mắt đường tam cơ hồ không có chút hoàn lực nào cả kịch độc tới nhanh đi cũng rất nhanh chỉ sau một hồi công phu ngắn ngủi miệng vết thương đã chảy xuống vết máu màu đỏ tươi dưới thời gian luyện tập dài đường tam đã có thể điều chỉnh bát chu mâu một cách thành thực trên người thái nặng máu tươi đã chảy ra ở các vết thương rồi sau đó máu ngừng chảy lại thái long có chút ngẩn người ra nhìn đường tam làm hết thảy Mọi chuyện vừa rồi, nếu lúc sáng hắn vẫn còn không phục khi bị thua đường tam chỉ vì hồn lực của hắn khác bị chế thì bây giờ dưới khí thế cùng cách xử lý của đường tam đã khiến trong mắt hắn, đường tam chính là cao cao tối thượng, hắn như thế nào cũng không thể giải thích được vì sao cũng là 37 cấp hồn lực nhưng sao đường tam lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy chứ, khó trách tiểu vũ lại lựa chọn hắn, thái long đâu có biết rằng trong lúc đường tam cùng thái nặc chiến đấu, dù hồn hồn lực hai người hơn kém nhau tới 21 cấp nhưng đường tam lại hơn hắn một cái phụ hồn cốt, lại thêm vào tuyệt học đường môn của hắn nữa, khiến tranh lệch được giảm bớt đáng kể, mà thái nặc thì ngay cả hồn kỹ thứ năm cũng chưa được sử dụng qua tổng thể mà nói chàng chiến đấu này khả năng khống chế của đường tam đã hoàn thành một cách xuất sắc năng lực khống chế của hắn thì không còn phải nghi ngờ nữa hắn có thể tính toán một cách chính xác và nhuần nhuyễn dưới các tình huống chiến đấu khác nhau bát chu mâu thu hồi rồi chậm rãi xâm nhập vào sau lưng hắn rồi đường tam hướng thái long gật đầu tốt lắm độc tố trong cơ thể cha ngươi đã được ta thu hồi bất quá vài ngày tiếp theo hắn sẽ có cảm giác suy yếu sau này trở về hãy nghỉ ngơi ba ngày và không nên tức giận hoặc cử động mạnh mẽ cũng không nên sử dụng hồn lực thì tự nhiên hắn sẽ khôi phục lại thôi còn cái hố to này ngươi hãy nghĩ cách mà xử lý đi nhé Ánh mắt Thái Long có chút phức tạp mà nhìn Đường Tam, dưới góc độ Đường Tam cứu cha hắn mà xem thì hắn nên phải nói lời cảm ơn nhưng vết thương trên người cha cũng lại do chính hắn tạo thành nên thái long có chút khó xử đường tam cũng không để ý đến phản ứng của thái long dẫm chân mạnh xuống đất rồi lắc người rời khỏi chiến trường cửa học viện đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy thì làm sao mà các sư phụ không có phản ứng nhưng khi các vị sư phụ đến nơi thì chiến đấu đã vừa lúc chứng kiến chư cát thần nỏ của đường tam được phát uy ngay sau đó bát chu mâu đã kiểm soát được cục diện trận chiến thậm chí bọn họ còn quên cả việc ngăn cản trận chiến này lúc này đường tam đã ra khỏi hố to lập tức có vài vị sư phụ xông tới muốn nói cái gì nhưng đường tam lại trực tiếp sử dụng quỷ ảnh mê tung xuyên qua mấy ngư ơi chỉ mấy cái lóe lên hắn đã biến mất dạng ca chờ ta tiểu vũ sắc mặt có chút khó coi chạy nhanh như bay mà đuổi theo Đường Tam, còn các sư phụ cũng không thể vì việc này mà rời đi, họ còn phải giải quyết hậu quả cuộc chiến như cái hố to tướng kia hay đông đảo đệ tử đang đứng xem, tất cả đều phải nhờ vào giải quyết của bọn họ, Đường Tam trở lại túc xá của mình cũng giống như tại Sử Lai Khắc học viện, tại đây hắn cũng cùng ở một gian túc xá với áo tư tạp Lúc này Áo Tư Tạp cũng không ở tại đây, không biết hắn đã đi đâu nữa, Đường Tam vừa vào phòng, cước bộ thậm chí vẫn không dừng lại. Oa lên một tiếng miệng phun ra một ngụm máu lớn. Vốn sắc mặt bình tĩnh của hắn đã trở nên tái nhợt, đúng là hắn đã chiến thắng Thái Nặc, nhưng thắng được cũng rất nguy hiểm. Dù sao thực lực của hắn cao hơn Đường Tam đến 21 cấp, hơn nữa thực lực Thái Nặc lại cực kỳ cường hãn. Nhưng mấu chốt nhất chính là đường tam vẫn không biết trước đối thủ có hồn kỹ là gì, khi thái nặc thi triển ra hồn kỹ thứ tư chính là lực chi chấn, tuy đường tam phản ứng cực nhanh, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh né hoàn toàn khí lưu từ mặt đất vọt lên có chứa đất đá khiến hắn bị thương tổn không nhẹ, chỉ bất quá hắn đã mạnh mẽ để tụ chân khí để chống lại sự đau đớn mới khiến thương thế hắn không bị lộ ra trước mắt mọi người. Đường Tam biết, nếu không phải thân thể mình dưới sự trợ giúp của băng hỏa lưu ưỡng nghi nhãn, trợ giúp trong nửa năm thời gian vừa qua, hơn nữa lại có, bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cải tạo thân thể, thì chỉ cần lúc trước bị đánh vào thì thì mình đã không thể chịu được mà ngã xuống rồi cho dù là bằng vào thân thể cường tráng dẻo dai của hắn mới miễn cưỡng ngăn lại công kích của đối phương thì đường tam cũng không tốt hơn Hắn lúc trước còn dùng bát chu mâu mà mạnh mẽ chống lại đòn công kích của Thái Nhạc đã khiến kinh mạch hắn bị ảnh hưởng nặng nề, lại thêm việc miễn cưỡng hấp thu lại độc tố trong cơ thể của Cường Lực Vương khiến cho hắn phải cố gắng chịu đựng mà không giải thích cho các sư phụ mà chạy thẳng về phòng mình, cho tới tận bây giờ hắn mới trầm tĩnh lại được, đứng tại chỗ mà thở dốc, trong lòng Đường Tam không khỏi thầm than một tiếng. Mặc dù chính mình đã dùng tiên phẩm dược thảo, lại có bát chu mâu cùng đường môn tuyệt học làm hậu thuẫn. Nhưng hồn lực chênh lệch quá lớn khiến cho hắn cũng không dễ dàng gì, vạn nhất gặp phải một người có vũ hồn vừa đúng khắc chế mình thì hắn sẽ không dễ dàng thắng lợi được như hôm nay. Dịch giả, đang nia biên dịch, đang nia bớt quá. Hôm nay sau khi đánh một trận đã làm cho đường Tam có thể khẳng định được một việc đó chính là năng lực lớn nhất của bát chu mâu chính là thôn phệ cắn nuốt lúc trước khi hắn thử nghiệm bát chu mâu đâm vào đại thụ hắn đã có chút cảm giác đã hấp thụ được một chút năng lượng của cái cây đó mà tại vài lần sử dụng trước đây hắn cũng cảm giác được một chút đường tam đã phát hiện sau khi đâm bát chu mâu vào cơ thể của địch nhân thì nó sẽ hấp thụ một số năng lượng nhất định cho mình mặc dù số năng lượng đó không quá rõ ràng hơn nữa sau một khoảng thời gian thì năng lượng đó sẽ tự biến mất nhưng nó quả thật là có tồn tại cũng như vừa rồi Bất luận là lúc đâm chúng thái nặc hay khi giúp hắn giải độc thì đường tam đều có loại cảm giác là bát chu mâu có thể hấp thu năng lượng, mà số năng lượng sau khi hấp thu này cũng tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, hắn chưa bao giờ chú ý đi hấp thu mà do bát chu mâu tự động làm, đường tam rất muốn thử xem nếu mình dùng bát chu mâu để cắn nuốt lực lượng của đối thủ thì sẽ có kết quả như thế nào, nhưng dù sao rất ít trường hợp phải dùng cách này để giết đối thủ, vạn nhất Hiệu quả thôn phệ của Bát Chu Mâu giết chết kẻ thù thì đối với chính mình lại là một tai nạn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, giống như phụ tử Thái Nặc hôm nay xung đột với hắn chỉ là bình thường mà thôi, ca, ngươi sao thế? Tiểu Vũ vừa vào đúng lúc chứng kiến cảnh Đường Tam phun ra một ngụm máu tươi, nàng vội vàng chạy đến đỡ cánh tay hắn lại, Đường Tam mỉm cười lắc đầu không có gì chỉ là bị chút chấn thương mà thôi trong số các lực lượng hình hồn sư mà ta đã gặp thì cha của thái long có cách tu luyện rất cực đoan nếu hắn chỉ cần nhanh nhẹn hơn một chút thì ta đã thua rồi tiểu vũ đỡ đường tam đến giường rồi ngồi xuống ca không thể ngờ được ca có thể thắng được một gã hồn vương đấy tại học viện tất cả đã bị chấn động kinh khủng vì việc này nếu lúc nãy chàng không chạy mau chỉ sơ bị một đám sư phụ và đệ tử vây quanh thôi lúc ta đuổi theo ngươi thì thấy mấy vị sư phụ đang cùng cha con thái long bàn luận về việc bồi thường thiệt hại của học viện lần này cha con thái long thật là xui xẻo vừa thua thiệt lại vừa phải bồi thường trước kia đối với học viên của nặng đinh học viện cũng bị chúng ta đánh bị thương không nhẹ nhưng không thấy có ai ra mặt đòi hỏi gì không biết lần này chúng ta đánh thái nặc liệu ra ra hắn có đến không nhỉ nói xong một câu cuối cùng này tiểu vũ không khỏi bật cười đường tam cũng không phải hạ tay quá ác với mọi người hắn đối với cha con thái long cũng không có ấn tượng quá xấu chỉ là thái nặc đã nói xấu tiểu vũ mà thôi thực ra hắn cũng không tưởng được rằng mình có thể chiến thắng được một vị hồn vương tiểu vũ nhìn vẻ mặt còn tái nhợt của đường tam tức giận nói cái tên đại hương chàng thúc thúc không biết chạy đi đường nào rồi lúc cần hắn thì hắn lại không có mặt thế này đường tam chậm rãi hít một hơi trong nội phủ xuất hiện cảm giác đau đớn hắn biết chính mình bị thương không nhẹ tiểu vũ ngươi về trước nghỉ ngơi đi ta muốn tu luyện một lúc để chữa trị thương thế ở kinh mạch không ta không đi ta ở chỗ này bảo vệ ngươi nếu không có người đến làm phiền thì ca phải làm sao bây giờ ca ngươi cứ tu luyện đi ta làm hộ pháp cho ngươi đường tam gật đầu tại trên giường khoanh chân lại để tụ huyền thiên công trong cơ thể nội lực bắt đầu thong thả vận chuyển thái nặc cùng thái long sau khi bị thua rốt cục rời khỏi sử lai khắc học viện hắn cũng không biết bao lâu rồi mình chưa có cảm giác yếu ớt như thế này Độc tố mặc dù đã được giải trừ hết, nhưng cơ thể vẫn chưa thể khôi phục lại như bình thường, ngay cả bước đi cũng khó khăn, nhục nhã, sỉ nhục, thống khổ, không cam lòng, đủ loại tâm tình tràn ngập trong suy nghĩ của hắn, chưa bao giờ hắn có thể tưởng tượng có thể thua một thiếu niên còn chưa đạt đến 40 cấp như tại nơi đây, cái loại cảm giác này thậm chí so với thân thể bị thương nặng thì càng khiến hắn khó tiếp nhận hơn, Thái Long đi cùng cha thì ngay cả một chữ cũng không dám dám nói. Hậu quả cuộc chiến tại cửa học viện cũng là do Thái Nặng chi trả thì các sư phụ mới cho bọn họ rời đi, nghe nói vẫn còn xem hắn là đệ tử của học viện nên mới yêu ái một chút, may là vị trí sử lai khác học viện cũng không phải trung tâm nên cho dù động tĩnh không nhỏ nhưng phòng vệ quân của thành cũng không có tới, Thái Long cũng cảm nhận được tâm tình của phụ thân, bởi vì khi hắn bại dưới tay đường tam cũng có chung cảm giác như thế này, mà cha hắn luận cả về tuổi tác lẫn thực lực đều mạnh hơn hắn nhiều nên thống khổ tự nhiên sẽ lớn hơn, càng sâu đậm hơn, cha. Người đã tốt lên chút nào chưa? Vẫn giữ một khoảng cách rất xa, Thái Long không nhịn được óc hỏi cha một câu, đối với tính nóng còn hơn lửa của cha hắn thì hắn là người biết rõ ràng nhất, ngoài ý nghĩ của Thái Long chính là Thái Nặc cũng không tức giận mà quát tháo hắn, thần sắc ngược lại rất bình tĩnh con à ngươi thua hắn cũng không oan uổng chút nào ngay cả lão tử ta cũng còn bị biến thành bộ dạng như thế này khó trách ngươi không thể đánh lại hắn ngươi có biết chi tiết gì về tiểu tử kia không thái long mờ mịt lắc đầu hắn mới chỉ là ngày đầu tiên đi học lại con con thấy hắn ngồi cùng chỗ với tiểu vũ cho nên con muốn cùng hắn giải quyết vấn đề này cha cũng biết mà con rất thích tiểu vũ thái nặng trừng thái long một cái vì một con đàn bà mà ngươi lại làm ra hành động như thế sao sao ngươi cùng lão tử năm đó giống nhau thế nhỉ bất quá chuyện ngươi làm cũng không sai vì người phụ nữ mình thích thì phải mạnh mẽ mà giành lấy lúc đầu mẫu thân ngươi cũng là được ta giành lấy trong tay kẻ khác bất quá khi đó ta khiêu chiến với một kẻ mạnh hơn ta nhưng ta lại thắng được không thể nghĩ ngươi lại chịu sự uất ức như vậy ngay cả kẻ còn ít tuổi hơn ngươi mà cũng không đánh lại đây là kết quả của việc lười biếng lúc trước khuôn mặt Thái Long nhăn nhó lại mà cãi, hình như con chính là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất trong gia tộc cơ mà, lúc trước khi cha bằng tuổi con thậm chí yếu hơn con nhiều mà. Đồ láo tuét, nhà ngươi nói như vậy là có ý tứ gì hả? Thái nặc giận dữ, Thái Long bất đắc dĩ nói, ý tứ của con là không phải do con cúa yếu đuối mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Thật không hiểu cách thức tu luyện của tên tiểu tử kia là như thế nào, nhìn qua hắn nhiều nhất cũng chỉ 15-16 tuổi thôi, như thế nào có thể có hồn lực cường đại như vậy chứ? Chẳng lẽ, hắn là người của thất đại tông môn hay sao, nghe xong lời con mình nói. Thái Long không khỏi dùng mình, trầm giọng nói, về nhà trước đã, trong hiểu biết của ta thì trong số thất đại tông môn thì không có kẻ nào dùng vũ hồn là Lam Ngân Thảo cả không ngờ Lam Ngân Thảo cũng có thể cường đại được như thế, đặc biệt là vài nhánh lúc cuối cùng, đến cả phòng ngự của ta cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được, nếu không cũng sẽ không trúng độc như thế, đi, trở về hỏi ra ra ngươi, có lẽ hắn sẽ biết. Ra ra. Thần sắc trên mặt của Thái Long biến đổi trông giống như khổ qua, méo như khỉ, không cần đi hỏi ra ra như thế đâu, cha à, hai người chúng ta bị đánh cho như thế, một khi ra ra mà biết chỉ sợ người sẽ thu thập chúng ta mất thôi. Huống chi, vạn nhất người giống cha, lại chạy đến trường làm náo loạn một hồi thì sau này làm sao ta còn có thể đi học nữa cơ chứ? Thái nạc hừ một tiếng, gia tộc chúng ta là một gia tộc mạnh, chuyện này chắc chắn phải nói cho gia gia ngươi, ta cũng không tin một đứa nhóc bình thường mà lại mạnh như hắn được, ta muốn xem lão nhân gia nói như thế nào, nếu lão nhân gia cũng nóng tính như ta thì gia tộc chúng ta cũng chẳng tồn tại đến tận bây giờ được đâu thân thể cường tráng của hai người dần xa khuất nơi xa, cả hai trông mặt mũi sưng vù như đầu heo, còn sắc mặt thì tái nhợt như tờ giấy. thật sự là muốn rắc rối thì có rắc rối, thất bảo lưu ly tông, chữ vinh vinh ngồi ở trên ghế sa lông tại đại sảnh chân không ngừng vung vẩy môi đỏ mọng luôn làm ra các điệu bộ thật đáng yêu đã quay về một lúc khá lâu rồi nhưng bóng dáng cha vẫn chưa thấy đâu điều này khiến tinh thần hưng phấn của nàng dần trở thành buồn bực đối diện với chữ vinh vinh là một lão già khô đét đang chậm rãi uống từng ngụm trà mặc dù hắn là ngồi ở chỗ đó nhưng vóc người lại khiến cho kẻ khác phải giật mình hắn cũng không phải loại người có thân thể cường tráng nhưng bộ khung xương của hắn lại to hơn người thường nhiều, vốn chiếc ghế salon rất lớn nhưng khi hắn ngồi trên thì trông nhỏ đi nhiều, các khớp xương nhô ra làn hết cả ra ngoài của bộ quần áo, cơ thể thật sự giống như da bọc xương, ánh mắt chậm rãi yếu ớt mang theo vẻ già nua. Nếu là vào ban đêm chỉ sợ nhìn hắn như một bộ xương khô khổng lồ. Trên đầu lơ thơ vài cụm tóc bạc mọc phía trên mảnh da đầu, tiểu công chúa của ta, con đừng tức giận làm gì, phụ thân ngươi chắc sẽ mau quay lại thôi. Lão già khô đét buông chén trà xuống hướng chữ Vinh Vinh nói, thanh âm hắn đầy vẻ khàn khàn, tựa như gió thổi làm rụng lá cây, người khác mà nghe thấy sẽ có cảm giác cực kỳ khó chịu. Chữ Vinh Vinh từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy đến bên cạnh lão già khô đét rồi ngồi trên đùi ông, tay xoa xoa mái tóc phất phơ vài chiếc của lão già cộng thêm làn da trắng nõn của nàng so với màu da khô héo của lão già khiến người khác phải bật cười. Con không biết đâu, con đi lâu như vậy mới về mà phụ thân hắn cũng không thèm để ý, hắn là cố ý trốn tránh con thì có. Đầu khớp xương ra ra, ra ra phải làm chủ cho con. Trên mặt lão già xuất hiện chút biểu tình yêu thương khiến ra mặt hắn lúc này đã có chút khác biệt với da tay nhăn nheo, ông giờ khóc giờ cười nói, tiểu công chúa của ta ơi, ngươi định làm khổ lão già ta sao? Ta chỉ còn có mỗi mấy cọng tóc này thôi, ngươi mạnh tay thế là làm khổ ta đấy, nếu không ta phải đổi biệt hiệu lại thành đầu bóng loáng mất. Hay là ngươi tìm kiếm ra ra mà gây chuyện đi, ta sẽ chịu tội thay cho ngươi ta nói thật chứ trong tông môn còn có ai có thể gây chuyện với phụ thân ngươi chứ nhờ ta cũng không làm gì được đâu chữ vinh vinh suy nghĩ một chút rồi nói mặc kệ nếu phụ thân quay lại đây con nhất định phải khiến hắn nôn ra vài món bảo vật ta mới có thể giảm được hỏa khí trong lòng đầu khớp xương ra ra người phải giúp con nói chuyện đấy nhé Lão già khô đét lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc ít ỏi trên đầu của mình, bất đắc dĩ cũng phải cuống quýt gật đầu. Bộ dạng của hắn như bây giờ nếu để giới hồn sư bên ngoài biết được chắc chắn sẽ khiến khối kẻ giật mình. Được Phong là cốt đấu la bí ẩn nhất trong số các vị phong hào đấu la, không ngờ ông bị một tiểu nha đầu biến thành bộ dạng hoạt kê như thế này chỉ sợ điều này mà nói ra ngoài cũng chẳng có ai dám tin tưởng con vẫn biết cốt gia gia tốt với con nhất mà chữ vinh vinh tựa hồ không chút nào để ý đến bộ mặt kinh khủng của cốt gia gia nàng hôn mạnh lên mặt của lão lúc này mới từ trên đùi hắn nhảy xuống mà đi nhìn khuôn mặt hoạt bát của chữ vinh vinh trong mắt cốt đấu la toát ra vẻ yêu thương ấm áp hắn đã chứng kiến chữ vinh vinh lớn lên mà tính cách của tiểu ma nữ này lại cực kỳ hợp với lão nói cách khác tính cách hiện nay của chữ vinh vinh chính là kết quả bồi dưỡng nhiều năm của hắn và kiếm ra ra nghe nói tiểu ma nữ của chúng ta đã trở lại Vinh Vinh, con ở đâu mau ra đây cho cha nhìn nào, ngay trong lúc này cuối cùng cũng có người đến giải vây khiến cốt đấu la vui mừng ra mặt, nghe thấy thanh âm kia, đầu tiên chủ Vinh Vinh có thái độ hưng phấn, nhưng ngay lập tức nàng ý thức được mình đang tức giận nên vội vàng khiến cho khuôn mặt nàng có vẻ tức giận, quay lưng về hướng cửa lớn dịch giả, đang nia biên dịch, đang nia bộ dáng thay đổi nhanh chóng của Vinh Vinh khiến cốt gia gia đang ngồi trên ghế salon phải cố nhịn không cười ra tiếng, một trung niên cùng với một lão già mặc bạch y đi vào đại sảnh, nếu lúc này đường tam cùng tiểu vũ ở đây thì nhất định họ sẽ nhận ra người trung niên này chính là người trong buổi đấu giá hôm trước, người mà ngay cả tên hôn vương tuyết tinh kia cũng không dám trêu chọc vào, mà người trung niên này lại chính là cha của Vinh Vinh, vị tông chủ đương nhiệm của thất bảo lưu ly tông, là người đứng đầu của giới phụ trợ hệ hồn sư, chữ phong trí, chữ phong trí liếc mắt một cái đã thấy được nữ nhi, hắn vội vàng bước lên, nha đầu, tại sao lại đưa lưng về phía ba ba. Gần một năm không gặp con khiến mọi người nhớ con nhiều lắm đấy, chữ vinh vinh mạnh mẽ quay người lại, nhớ con sao. Con tưởng cha phải vui vẻ lắm khi con không có ở nhà mới đúng chứ. Chữ phong trí nhìn nữ nhi với bộ dáng tức giận khiến trong lòng hắn không khỏi buồn bã, trước tiên hắn ngồi xuống ghế salon lông rồi hai tay mạnh mẽ ôm trầm nữ nhi vào lòng, nhưng không ngờ lại bị chữ vinh vinh xoay người một cái lách mình tránh khỏi cánh tay của hắn, không ôm được nữ nhi, chữ phong trí không khỏi cả kinh, hắn mặc dù là phụ trợ hệ hồn sư nhưng đã đạt tới trên 70 cấp, riêng hồn lực khổng lồ của hắn cũng khiến thân thể được cải tạo mạnh mẽ, so với người thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mà chữ vinh vinh lại được kế thừa vũ hồn của hắn, cũng là phụ trợ hệ hồn sư. Lúc này mặc dù hắn chỉ là tiện tay vung ra nhưng tốc độ cũng không chậm nhưng lại bị nữ nhi dễ dàng tránh thoát chữ vinh vinh cũng không biết mình vừa khiến cha giật mình hướng tới lão già áo trắng mà chui vào lòng hắn kiếm ra ra kiếm ra ra con nhớ người muốn chết hu 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 cùng thân nhân xa cách gặp lại dù sao chữ vinh vinh vẫn còn là một tiểu cô nương dưới tình huống kích động nàng nhất thời khóc nức nở bạch y lão già duỗi tay ra ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng thôi mà tiểu bảo bối của ta cuối cùng con cũng đã trở lại rồi kiếm gia gia cũng nhớ con nhiều lắm chữ vinh vinh ngẩng đầu thật hả bạch y lão giả nghiêm mặt nói đương nhiên là thật rồi không tin con cứ việc hỏi lão cốt gia gia của ngươi đi Chữ Vinh Vinh vẻ mặt có chút rào hoạt nói, chính là lúc nãy cốt ra ra có nói là kiếm ra ra ngài cũng nhớ con nhưng người lại nhớ con nhiều hơn một chút, chút, hắn thúi lắm, bạch y lão già không hề cho lão già khô đét một chút mặt mũi nào cả, rõ ràng là ta nhớ ngươi nhiều hơn hắn nhiều, ngươi nói mới thúi lắm, khô lão già mạnh mẽ từ xa lông đứng lên, thân thể kinh khủng cao hơn 2 mét của hắn đứng lên, lại kết hợp với giọng nói khàn khàn càng làm tăng thêm vẻ kinh khủng của lão, không phục à. Đi, chúng ta tìm một chỗ nào đó rồi tính, bạch y lão giả ưỡn ngực. Không sợ hãi chút nào mà chừng mắt nhìn vào đối phương, tốt lắm tốt lắm kiếm thúc cốt thúc các người còn nhiều thời gian để đánh nhau mà bây giờ vinh vinh mới vừa quay lại hai người hãy nhường nhịn một chút đi chữ phong trí bất đắc dĩ nhìn hai lão già trước mắt mà nói hừ bạch y lão già cùng khô lão già cơ hồ đồng thời hừ một tiếng ai cũng không thèm để ý đối phương nữa, ánh mắt cơ hồ đều rơi vào trên người chữ Vinh Vinh, đôi mắt to của chữ Vinh Vinh đảo qua đảo lại rồi nói, ta có một cách để chứng minh trong hai vị ra ra thì ai nhớ con hơn. Chữ phong trí vỗ vỗ vào chán mình thầm nghĩ. Tiểu ma nữ dù sao cũng vẫn là tiểu ma nữ, một hồi chứng kiến cảnh náo nhiệt này, hắn nhịn không được đành phải nói, vinh vinh. Không được nói linh tinh chữ vinh vinh lè lưỡi nàng cả một chút cũng không sợ cha mình nếu không nàng cũng sẽ không được đặt danh xưng là tiểu ma nữ nữa người không có nhớ đến ta nhưng hai vị gia gia lại không như vậy nhân gia từ xa xôi một mạch về đây thế mà người cũng không có ở nhà mà đón con hai vị gia gia hay là như vậy đi các ngươi mỗi người sẽ tặng con một kiện lễ vật nếu lễ vật nào khiến con càng thích thì chứng tỏ người ấy nhớ con hơn một chút ách, hai lão già liếc nhau, đều không nghĩ đến lại là chiêu này, chữ phong trí phải cố nén cười mà nói, tốt lắm vinh vinh, mau tới đây. Cho cha nhìn con một chút, ai nói là ta không nhớ con chứ, ta đã chuẩn bị cho con một món lễ vật cực hay, nhưng nếu con không chịu nghe lời thì ta cũng sẽ không cho con nữa. Lễ vật, là cái gì? vừa nghe đến hai chữ lễ vật chữ vinh vinh không nhịn được nổi lên lòng hứng thú chỉ với hai ba bước đã đến trước mặt cha vẻ mặt chữ phong trí không đổi tay hướng nữ nhi mà bắt lấy nhưng thật không ngờ thân thể vinh vinh chỉ lắc nhẹ một cái đã lại dễ dàng thoát ra khỏi tay hắn miệng chề ra trước tiên con phải cầm lễ vật giã rồi mới để người ôm lúc này đây kinh ngạc cũng không phải chỉ có chữ phong trí mà ngay cả hai lão già cũng giật mình nhìn nhau một cái bởi vì thất bảo lưu ly tháp có tính đặc thù riêng cho dù là phong hào đấu la cũng không thể nhìn ra hồn lực của họ là bao nhiêu chữ phong trí trong lòng vừa động hỏi vinh vinh con trước tiên con hãy nói cho ta biết hiện tại hồn lực của con là bao nhiêu cấp nếu thật sự có tiến bộ thì ta mới cho con lễ vật này vừa nghe cha hỏi đến hồn lực của mình chữ vinh vinh nhất thời đắc ý hẳn lên ba ba tư chất của ta chắc chắn còn tốt hơn người nhiều trong một năm này con không lười biếng chút nào hồn lực tăng trưởng cũng không nhiều lắm chỉ là khoảng hơn chục cấp mà thôi ít như vậy thôi à vinh vinh con cần phải cố gắng nhiều thêm hả chờ một chút ngươi nói bao nhiêu Chữ phong trí đã quá quen thuộc với tính tình con mình, từ nhỏ đến lớn. Chữ vinh vinh ghét nhất là việc tu luyện. Mặc dù thiên phú cực cao nhưng luôn phải bắt buộc mới khiến nàng luyện tập một chút, hơn nữa muốn được như vậy thì hắn cũng phải có nhiều thứ tốt để trao đổi lại, khi hắn ý thức được chữ Vinh Vinh nói chính là 10 cấp thì trên mặt đã thể hiện ra vẻ không tin tưởng, chữ Vinh Vinh mở to, tỏ vẻ là vô tội mà nhìn. Con nói là 10 cấp mà. Quả thật còn ít một chút. Bất quá, con sẽ cố gắng hơn. Thanh âm chữ phong trí thoáng có chút thay đổi, 10 cấp. Lúc ngươi đạt tới 27 cấp, vậy nếu theo lời ngươi nói thì bây giờ phải là 37 cấp rồi, ngươi không lừa gạt ta đấy chứ chữ vinh vinh nói tức chết mất thôi sao lại không tin nhân ra chứ vinh vinh ta mặc dù trước kia làm nhiều chuyện không hay nhưng cho đến bây giờ con chưa nói dối bao giờ không tin thì con sẽ cho hai vị ra ra thấy vừa nói nàng trực tiếp chạy đến trước mặt bạch y lão giả đưa bàn tay nhỏ của mình cho lão cầm bạch y lão giả cầm tay của chữ vinh vinh chỉ chốc lát sau trên mặt đã là một sự ngạc nhiên phong trí đúng vậy nha đầu này hồn lực đã tới 37 cấp rồi. Điều này thật là việc không thể tưởng tượng được. Từ trước tới nay ta còn chưa được nghe nói qua trong một năm người nào có thể tăng đến 7 cấp, ngay cả vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất cũng không được như thế, chẳng lẽ vinh vinh nhà ta thật sự là thiên tài. Thần không ngờ được xử lại khắc học viện lại lợi hại như thế. Chữ vinh vinh tò mò hỏi, kiếm ra ra sao ngài lại biết con học tại sử lai khắc học viện, bạch y lão giả cười nói, sao lại không biết chứ? Con chính là bảo bối của chúng ta, hành tung của con đều được phụ thân con nắm trong lòng bàn tay. Sắc mặt chữ phong trí lúc này đã trở nên ngưng trọng hẳn lên quá trình tu luyện của hồn sư thì cả hắn và hai vị khách khanh đều nắm rõ khách khanh những người không phải tộc nhân của gia tộc hay của môn phái mà chỉ là người đi theo môn phái tuy nhiên môn phái không thể bắt buộc họ phải làm theo ý mình mà chỉ khi họ cảm thấy cần giúp đỡ gì thì họ sẽ ra tay nói chung khách khanh là những vị khách đặc biệt của môn phái chú ý chỉ là khách thôi nhé dịch giả một vị hồn sư muốn tu vi mình tăng cường thì phải do chính mình từ từ mà tiến lên một khi quá cấp tốc sẽ khiến hắn bị nguy hiểm đến tính mạng mà tại hồn sư giới cũng có một phương pháp tu luyện rất tà ác đó là mang tính mạng lực của mình đổi lấy thực lực phương pháp này sẽ làm thực lực gia tăng nhanh chóng hắn tuyệt đối không hy vọng nữ nhi được sử lai khắc học viện dạy cho phương pháp tu luyện này nếu là như vậy nghĩ tới đây trong mắt chữ phong trí toát ra sát khí nặng nề bạch y lão giả cùng khô cảo lão giả hiển nhiên cũng đã nghĩ tới khả năng này sắc mặt hai người đồng thời trầm hẳn xuống chữ vinh vinh nhìn hai vị ra ra trước mặt sau đó lại nhìn cha có chút khó hiểu nói các ngươi sao lại như vậy sao lại không nói chuyện với con nữa chữ phong trí đứng thẳng thân lên đi tới trước mặt nữ nhi vinh vinh ngươi lập tức đem việc tu luyện trong một năm vừa rồi kể lại cho ta nghe không được bỏ qua vấn đề nào hết ta muốn biết nguyên nhân hồn lực của con lại tăng trưởng nhanh đến thế nếu thật sự nữ nhi tu luyện theo phương pháp tà ác kia thì với thời gian tu luyện một năm ngắn ngủi của nàng, hắn lại là kẻ có địa vị hàng đầu tại hồn sư giới biết đâu lại có biện pháp gì đó để vãn hồi lại, vẻ mặt chữ vinh vinh có chút lạ lùng nhìn cha, cha à, người không sao chứ khi con không chịu tu luyện thì cha bảo con là lười, còn bây giờ hồn lực của con tăng nhiều như vậy thì sao cha lại khẩn trương như thế, chữ phong trí nghiêm mặt nói, ta là sợ ngươi bị rơi vào tình huống không tốt, cha cũng không nói giỡn con nữa, mau đen quá trình tu luyện của ngươi nói cho ta đi bình thương chữ vinh vinh không sợ cha nhưng một khi chữ phong trí nghiêm túc mà nói chuyện thì nàng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi lúc đầu ta len lén chạy đến sử lai like khắc học viện lúc gia nhập học viện rồi ta mới phát hiện mình chính là người yếu nhất trong số tất cả các học viên lập tức chữ vinh vinh bắt đầu kể từ việc mình tiến vào sử lai khắc học viện như thế nào nói về quá trình tu luyện của mình ra sao rồi nàng còn miêu tả một chút về thất quái của sử lai khắc khi chữ vinh vinh nói đến đoạn thất quái có tư tưởng bài xích nàng thì lão già khô đét ở một bên không nhịn được mà nói vinh vinh con không có nhầm đấy chứ mấy đứa nhỏ đó so với con còn bé hơn mà sao lại mạnh đến vậy chữ vinh vinh hì hì cười nói ta biết các người không tin mà mọi người có biết danh ngôn của sử lai like khắc học viện là gì không đó là sử lai like khắc học viện chỉ lấy quái vật không thu người bình thường như vậy chúng ta có ai không phải là tiểu quái vật đâu cơ chứ Bạch y lão giả nói, nếu theo đúng như ngươi nói như vậy thì tất cả những đứa nhóc kia đều là những tiểu quái vật cả, như vậy sử lai khắc học viện quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Nhưng chỉ có như thế, ta cũng không tin tưởng bọn họ có thể dạy ngươi trong vòng một năm tăng lên đến 10 cấp hồn lực được. Chữ Vinh Vinh nói, mọi người hãy nghe con nói đã. Nàng lại tiếp tục kể đến việc đại sư đến sử lại khắc học viện rồi bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện ma quỷ, khi nghe nàng nói đến quá trình tu luyện này, cả chữ phong trí và hai lão già đều không khỏi toát ra vẻ khâm phục, chữ vinh vinh vẫn tiếp tục nói đến quá trình tu luyện tại sử lai khắc học viện, hai tháng trước. Sau khi con đột phá 30 cấp, dưới sự trợ giúp của các sư phụ, con đã thu được hồn hoàn thứ ba của mình. Dịch giả, đang nia biên dịch, đang neo, chờ một chút, chữ phong trí cắt lời của chữ Vinh Vinh nói, vị đại sư kia quả nhiên là người tài, với huấn luyện của hắn, một năm hồn lực của ngươi có thể tăng 3, 4 cấp thì ta cho đấy vẫn là rất bình thường. Ta rất khâm phục đặc huấn của hắn đối với các ngươi. Nhưng dựa theo như lời của ngươi, hai tháng trước vẫn chỉ dừng lại tại 31 cấp, nhưng hai tháng sau đó lại đạt tới 37 cấp. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Chữ Vinh Vinh thần bí cười nói, "Kỳ thật nửa tháng trước con vẫn chỉ là 31 cấp còn 6 cấp sau này, cơ hồ chỉ tăng lên trong đúng một ngày, Vinh Vinh, ngươi cũng không nên hù dọa dạ ra ra." Lão già nhịn không được mở to hai mắt nhìn, chính hắn cũng biết loại công pháp tu luyện tà môn này, tốc độ tăng lên càng nhanh thì đối với tánh mạng lực tiêu hao lại càng lớn. Một ngày tăng lên 6 cấp như vậy sợ rằng muốn tiêu hao hàng chục năm tính mạng, Chữ Vinh Vinh bật cười, nói: "Mọi người làm sao thế, con nói là muốn làm cho mọi người vừa vui mừng vừa sợ hãi, nhưng như thế nào lại biến thành hoảng sợ?" "Kỳ thật là không có gì phải lo lắng đâu, chỉ là con được ăn một loại dược thảo đặc thù nên thực lực mới tăng lên nhiều như vậy." "Dược thảo?" Chữ Phong chí khẩn hỏi lại, "Dược thảo gì?" chữ vinh vinh nói theo như lời tam ca nói hình như cái gì mà khỉ la úc kim hương và đó chính là một loại tiên phẩm cực hiếm chữ phong trí trong đầu đột nhiên hiện ra thân ảnh hai người vừa mới nói chuyện với hắn chẳng lẽ lại là bọn họ khỉ la úc kim hương kiếm thúc cốt thúc các ngươi đã nghe qua loại dược thảo này chưa hai vị lão giả đồng thời lắc đầu trên mặt một mảnh mờ mịt Khô Cảo Lão Giả nói, có lẽ, chỉ có độc cô bác cái lão độc vật kia mới biết được. Không được, phong trí, chúng ta phải nhanh nhanh kiểm tra tình trạng thân thể của Vinh Vinh ngay, vạn nhất hồn lực của nàng tăng lên mạnh mẽ như vậy mà thân thể không chịu được thì chúng ta phải nghĩ biện pháp ngay để giải quyết mới được, cốt ra ra, ta nói rồi mà, các ngươi đừng lo lắng quá như vậy chứ tam ca của ta đã nói rồi tiên phẩm dược thảo này chính là hấp thu thiên địa tinh hoa đối với thân thể thậm chí có tác dụng bồi bổ nữa chẳng những sẽ không hại đến thân mà lại củng cố căn cơ nên đâu có mất gì đâu thôi vậy con cũng không muốn giấu giếm thêm nữa cho các ngươi nhìn một thứ sẽ làm mọi người vui mừng và sợ hãi nhé nhìn cái này xong các ngươi sẽ không còn hoài nghi nữa vừa nói xong chữ vinh vinh chậm rãi giơ tay phải lên quang mang bảy màu huyễn lệ bắt đầu ngưng tụ tại lòng bàn tay nàng nhìn lòng bàn tay nữ nhi ngưng tụ quang mang chữ phong trí đột nhiên cảm giác được có chút quái dị, nhưng trong lúc nhất thời hắn còn không tìm ra nguyên nhân là vì sao, bảo tháp huyễn lệ gồm hai vàng một tím ba cái hồn hoàn xoay quanh tay phải của chữ vinh vinh, ánh sáng bảy màu chói mắt nhất thời làm đại sảnh trở nên càng thêm sáng ngời, không đợi chữ phong trí nhìn kỹ, bạch y lão giả ở bên cạnh đã kinh hô lên tiếng. Chín tầng ánh sáng, chính là cửu bảo lưu ly tháp cái gì chữ phong trí vẻ mặt kinh hãi hắn rốt cục biết cảm giác quái dị của mình xuất phát từ đâu rồi đúng là khi chữ vinh vinh phóng thích vũ hồn thì màu sắc trong lòng bàn tay cùng thất thải có sự bất đồng tập hợp màu sắc này vừa vặn nhiều hơn hai loại màu biến thành chín màu mà lúc này bảo tháp trong lòng bàn tay nàng không phải chính là có chín tầng hay sao bình thường thất bảo lưu ly tông phóng thích vũ hồn của mình ra thì bảo tháp trong tay chỉ có bảy tầng mà thôi còn Vinh Vinh lại là 9 tầng, như vậy nàng nhiều hơn bình thường hai màu và hai tầng của tháp là loại phụ trợ vũ hồn cực mạnh, kỳ thật thất bảo lưu ly li tông vẫn có bí mật riêng của mình, bí mật này chính là xuất hiện trên vũ hồn của bọn họ, ông trời rất công bằng, thất bảo lưu ly li tháp vũ hồn trên chiến trường có tác dụng thật sự quá kinh khủng, cho nên nó sẽ phải tồn tại khuyết điểm để bù đắp, thất bảo lưu ly li tháp sở dĩ được xưng là thất bảo, không chỉ bởi nó chỉ có 7 tầng. Quan trọng hơn chính là loại vũ hồn này chỉ có thể dung nạp 7 hồn hoàn. So với người khác thì thiếu đi hai cái. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao thân là tông chủ nhưng chữ phong trí cho tới bây giờ vẫn chỉ là 79 cấp hồn lực. Không cách nào đột phá thêm một cấp nào nữa, tại trong truyền thuyết của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu có kỳ ngộ đặc thù, Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại có thể tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, chẳng những làm căn cơ bản thân hồn sư tăng mạnh. Một khi hồn sư Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đạt tới cấp bậc 9 hồn hoàn phong hào đấu la, vậy hắn có thể được xưng danh là thần phụ trợ tại chiến trường chắc chắn là có thực lực để thay đổi thắng thắng giờ phút này chữ phong trí đã không còn phải lo lắng cho nữ nhi của mình nữa rồi cửu bảo lưu ly tháp xuất hiện đã chứng minh tính mạng chữ vinh vinh chẳng những không có giảm đi mà ngược lại lại là gia tăng nhiều căn cơ giã trở nên vô cùng mạnh mẽ lúc này vị tông chủ của thất bảo lưu ly tông trong lòng đã hoàn toàn rung động hắn cả đời muốn mà không được thế nhưng giấc mơ cả đời hắn lại được thực hiện trên người nữ nhi hạnh phúc tới quá bất ngờ làm lúc này hắn đã hoàn toàn ngơ ngờ kích động không chỉ có chữ phong trí hai lão già tâm tình cũng tong tự trở nên cực độ hưng phấn hai người nhìn bảo tháp trên lòng bàn tay chữ vinh vinh trong khoảng thời gian ngắn không biết phải hỏi han hay nói gì nữa ánh sáng mờ nhạt dần và tắt hẳn đi chữ vinh vinh thu hồi vũ hồn của mình lại bây giờ mọi người hẳn là đã tin lời con nói rồi chứ đường tam ca làm sao có thể hại chúng ta chứ không chỉ riêng ta mỗi một người chúng ta đều được tiên phẩm dược thảo hồn lực lão đại tăng lên rất nhiều Đái lão đại thậm chí đã đột phá 40 cấp, nhưng là hắn mới chỉ 16 tuổi thôi. Khỉ La Úc Kim Hương, Khỉ La Úc Kim Hương, đó là loại bảo vật như thế nào mà lại có thể trợ giúp nữ nhi từ thất bảo tăng lên tới cửu bảo. Dược thảo như vậy tuyệt đối xứng với hai chữ tiên phẩm. Ba ba, không phải người nói cấp cho ta lễ vật sao? Sao vẫn chưa thấy chữ Vinh Vinh vươn tay tại trước mặt chữ Phong Chí hỏi. Chữ Phong Chí sờ tay vào ngực, đem đồ vừa mới đấu giá được hôm nay là hàm sa, xạ ảnh cùng tụ tiễn vô thanh đưa cho chữ Vinh Vinh. Đây là những đồ vật mà hôm nay ta mua được tại phòng đấu giá. Hai kiện vũ khí uy lực, mặc dù không quá lớn, nhưng cũng có thể là vật hộ thân tốt di vinh vinh sao con lại dùng ánh mắt đấy để nhìn phụ thân hàm sa xạ ảnh vô thanh tụ tiễn ba ba ngươi như thế nào lại có ám khí của tam ca chữ vinh vinh làm sao lại không nhận ra chiêu bài ám khí của đường tam cơ chứ thứ này là do vị tam ca kia của ngươi làm sao chữ phong trí trong lòng thầm nghĩ quả nhiên như thế người trẻ tuổi trông bình thường kia lại là một thiên tài sao chữ vinh vinh vẫy vẫy tay áo lộ ra tụ tiễn của chính mình người xem hai cái này không phải giống nhau sao hai kiện này chỉ là những thứ bình thường nhất trên người con thôi trên người con còn có vài loại uy lực cực lớn nữa cơ lần này con về đây ngoài việc vừa rồi còn có việc vô cùng hệ trọng muốn hỏi ý kiến ba ba một chút những ám khí này có thể phối hợp với tổng nhân của chúng ta trở thành cực kỳ quan trọng uy lực lại rất lớn Chữ phong trí thở có chút nặng nề, trong ánh mắt toát ra vài phần ngưng trọng, ta thật sự rất muốn biết, tam ca này của ngươi đến cùng là thiên tài như thế, bạch y lão giả đột nhiên nói, nếu hắn thật sự xuất sắc như vậy, có lẽ có thể làm nhân tuyền cho cháu gái ta đấy. Chữ vinh vinh mặn cười đỏ lên, kiếm ra ra, ngài đừng nói lung tung, tam ca đã có người trong lòng rồi. Ta cùng hắn như thế nào có thể? Ta... Giờ phút này, ngay cả chính chữ Vinh Vinh cũng có chút ngoài ý muốn bởi vì khuôn mặt anh Tuấn mà ngay cả đàn bà cũng phải ghen ghét của áo tư tạp đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Mặc dù hắn không có cương mãnh như đái mộc bạch, không có toàn diện như đường tam, nhưng mỗi khi chữ Vinh Vinh nghĩ đến lúc đối mặt với thái thản cự viên áo tư tạp đã đem chính thân mình che chở cho mình, thì trong lòng không khỏi rung động, nhưng bởi vì quy củ của gia tộc mà ngay cả nàng cũng không dám dễ dàng xâm phạm, đi, đi ra bên ngoài, hãy đem ám khí này ra thực hành cho ta xem, được thôi. Bốn người đi vào trong sân, chữ phong trí hạ lệnh không có phân phó của hắn thì bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào sân, lúc này mới hướng nữ nhi nói, vinh vinh, người muốn thí nghiệm như thế nào? Chữ Vinh Vinh suy nghĩ một chút, ánh mắt không có ý tốt rơi vào người hai vị gia gia kia, kiếm gia gia, không bằng chúng ta thử xem đi. Ngài lợi hại như vậy, sẽ không thể gây thương tổn cho người được đâu, bạch y lão giả mỉm cười, rồi nói, cũng không nhất định, ngươi thấy lão gia gia ta đã già rồi, xương cốt cũng yếu đi nhiều, ngươi muốn cho lão nằm giường dưỡng thương sao khô cào lão già khinh thường bĩu môi ngươi sợ thì không phải là đàn ông nữa vậy để ta làm vậy bạch y lão già chừng hắn một cái ta nhổ vào ngươi ấy được rồi biến sang một bên đi ở đây vẫn còn có ta bồi tiếp tiểu công chúa nha đầu ngươi hãy tùy ý sử dụng cái ám khí kia của ngươi đi ra ra phòng ngự là được Chữ Vinh Vinh hì hì cười, rồi nói: "Tốt, cổ tay vừa lộn, trên cổ tay quang mang chợt lóe, chư cát thần nỏ đã rơi vào trong lòng bàn tay, nàng tự nhiên không cần lo lắng về khả năng có thể làm bị thương Bạch Y lão giả, hai vị lão nhân trước mặt này, có thể nói là Kình Thiên Bách Ngọc trụ, Giá Hải Tử Kim Lương, cây cột chống trời và cái bổng Chấn định biển khơi của Thất Bảo Lưu Ly tông, họ như là hai vị thần bảo vệ tông môn." Bạch y lão giả phong hiệu là kiếm, tên Trần Tâm, có công kích cực mạnh, là phong hào đấu la có hồn lực đạt 96 cấp. Khô cảo lão giả phong hiệu là cốt, tên cổ rong, lấy xương hiệu là cốt đấu la, hồn lực đạt 95 cấp, họ chính là hai người mạnh nhất của tông môn thất bảo lưu ly tông thủy chung có thể được đặt trong thất đại gia tộc thì có liên quan chặt chẽ với phụ trợ của mình đồng thời cũng có sự chống đỡ của hai vị phong hào đấu la này, khiến cho vũ hồn điện cũng phải coi trọng, đồng thời tông môn có thể duy trì vị trí hàng đầu của mình tại đấu la giới này, thử hỏi, hai vị cường công hệ phong hào đấu la cộng thêm phụ trợ cực mạnh của thất bảo lưu ly tháp thì còn có bao nhiêu người có thể cùng bọn họ đối kháng cơ chứ, bạch y lão giả kiếm đấu la trần tâm chắp tay mà đứng, vẻ mặt mỉm cười nhìn chữ vinh vinh, ý bảo nàng có thể bắt đầu, chữ vinh vinh cũng không khách khí, rất nhanh cho chư cát thần nỏ hành động, khanh thương, tiếng vang rất nhẹ xuất hiện, chữ phong trí ánh mắt thủy chung rơi vào trên người nữ nhi của mình, ngay khi đó chữ vinh vinh chợt động, ba bóng đen không một tiếng động mà. Bắn ra, chúng đều có phương hướng chính là trần lão giả tốt cũng không thấy kiếm đấu la trần tâm làm ra động tác gì mà lại khiến cho ba mũi tiễn đang bắn thẳng về hướng mặt hắn nhưng đột nhiên không khí tựa hồ vặn vẹo một chút ba mũi tụ tiễn đồng thời dừng lại tại giữa không trung sau một khắc đã chia làm sáu phần rồi rơi xuống trên mặt đất mỗi một cây đều đã bị chia thành hai mảnh đó là kiếm khí từ thân thể có thể phát ra kiếm khí thậm chí không có sử dụng vũ hồn, mà trong nháy mắt khi ba cây tụ tiễn Lặng Yên rơi xuống đất, cùng lúc bộc phát âm thanh khanh thương của Kim Trúc mãnh liệt khác hẳn lúc ba cây tụ tiễn được bắn ra, rồi 16 mũi thiết tinh trong nháy mắt xuất hiện từ chu cát thần nỏ, khi âm thanh vừa vang lên thì 16 mũi tên đã đến trước mặt kiếm đấu La rồi. Bạch y lão giả trần tâm hơi kinh hãi, hạ ý thức giơ tay phải lên, kinh nghiệm phong phú của mấy chục năm chiến đấu làm hắn chỉ cần nhìn công kích của đối phương mà đoán được cường độ, thực ra người am hiểu công kích thì như thế sao có thể không chú ý đến công kích của đối thủ cơ chứ, tay phải giơ lên, bàn tay như đao không khí phẳng phất như bị xé rách, khí lưu màu trắng từ bàn tay cuồn cuộn tuôn ra, khiến trong mắt những người chứng kiến tưởng tượng như một thanh kiếm hoành chắn trước mặt hắn. Đương 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 đương, liên tiếp âm thanh oanh minh vang vọng, kiếm đấu la chém ra 16 đạo bạch quang vừa vặn trong sát na đã đỡ được những mũi tiễn đó, nhưng đồng thời vinh vinh tay trái phất lên, một màng khí phun ra, trực tiếp bao phủ lấy kiếm đấu la, trần tâm sừng sốt một chút, có độc thân thể chuyển động, tuy tay phải vừa phải huy động nhưng còn có tay trái, tay trái vung lên, chẳng những đánh tản xương mù. Ngay cả trong làn sương mù có ẩn chứa cương châm cũng bị đánh tản ra, kiếm ra ra quả thật là lợi hại quá đi, chữ vinh vinh nhảy chân sáo chạy đến chỗ kiếm đấu la, kiếm đấu la mỉm cười, đoạn nói, ám khí này uy lực quả nhiên không nhỏ, nhất là đợt oanh kích của nỏ tiễn vừa rồi. Có lực sát thương rất mạnh, dưới 40 cấp hồn sư nếu không chú ý căn bản không cách nào ngăn cản. Chữ Vinh Vinh lúc này đã đi tới cách kiếm đấu la không đến 10 thước, đắc ý nói, đó là đương nhiên. Chúng ta tại đấu hồn tràng, chỉ bằng công kích dày đặc của chư cát thần nọ mà đánh bại qua đội ngũ hồn sư trên 40 cấp đó. Đồng thời nếu nhiều người cùng sử dụng chư cát thần nọ thì uy lực còn lớn không thể tưởng tượng được ấy chứ. Bất quá, chư cát thần nọ này vẫn không thể uy hiếp được kiếm ra ra. Vừa nói xong, nàng bỗng tung ra một cước, ba đạo bóng đen đột nhiên từ trên bắp đùi nàng bắn ra, đồng thời bay ra. Khỏi mũi chân còn có một thanh phi đao. Phi đao trực tiếp bắn về mặt của kiếm đấu la, còn ba đạo quang mang màu đen thì lặng lẽ tập kích đến phần dưới thân của kiếm đấu la, lúc này khoảng cách giữa chữ vinh vinh và kiếm đấu la không tới 10 thước, khoảng cách gần như thế này, ám khí chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Cùng lúc đó, nàng đá ra một cước bình thường để công kích kiếm đấu la, mục đích là làm cho kiếm đấu la phân tâm mà tập trung phòng ngự tại chân mình kiếm đấu la có chút khoa trương nói: "Hảo gia hỏa, không để cho ta yên sao?" Hai tay tại trước ngực đồng thời chia ra, tự nhiên hắn sẽ không hướng mặt trước phóng thích hồn lực như vậy sẽ gây nguy hiểm tới chữ vinh vinh tay áo chĩa xuống dưới hai cỗ hồn lực chợt phóng thích khí lưu được hạ xuống khiến cho cả thanh phi đao và nỏ tiến đồng thời bị đẩy ra ngoài rát băng âm thanh kim trúc lại một lần nữa vang lên nguyên lai like chư cát thần nỏ lần thứ hai được chữ vinh vinh lặng yên bắn ra vẫn là 16 mũi tên, tại khoảng cách gần như thế thì chỉ trong nháy mắt bộc phát, đồng thời trước ngực nàng cũng bắn ra hàm xa xạ ảnh, nỏ tiễn cùng cương châm, cơ hồ hình thành công kích không còn một khe hở, chỉ cần kiếm đấu la hơi có chút sơ sẩy, lập tức có thể tạo thành thương tổn đối với hắn, hảo, trần tâm hét lớn một tiếng, thân ta như kiếm, trong nháy mắt, trong sân phảng phất như nổi lên một mặt trời, kim trúc sáng bóng mãnh liệt chợt bộc phát, chữ vinh vinh thấy bệnh bạch y lão già ở trước mặt phảng phất như trở thành một cơn lốc kim loại, những âm thanh cọ sát chói tai đồng thời vang lên, tất cả ám khí bay đến trước mặt hắn, bất luận là cương châm cũng như nỗ tiến, toàn bộ bị đánh giạt ra cá phía khác nhau. Mà ngay sau lưng hắn, một thanh kiếm dài đến hai thước, rộng nửa thước đang trôi nổi giữa không trung, hai vàng, ba tím, bốn đen, cả chín hồn hoàn đều được xuất hiện đây mới là kiếm của kiếm đấu la là loại khí vũ hồn cao cấp hạng nhất kiếm ra ra thật là lợi hại a chữ vinh vinh đứng tại chỗ vỗ tay nàng có thể cảm giác được rõ ràng tại trong nháy mắt kiếm đấu la phóng suất vũ hồn một luồng khí chính là hồn lực mạnh mẽ xẹt qua hai bên thân thể nàng nàng đương nhiên biết nếu nàng là địch nhân lúc này sợ rằng đã bị chém thành vài đoạn rồi mắt thấy chữ vinh vinh chạy đến trước mặt mình kiếm đấu la trần tâm xoa xoa đầu chữ vinh vinh mỉm cười nói ngươi quả thật là rất lợi hại đã bước ra ra phải giải phóng vũ hồn ra cách công kích này của ngươi đừng nói là phụ trợ hệ cho dù là cường công hệ cũng không nhất định có thể làm được như thế ám khí này quả nhiên có chỗ độc đáo nhất là khi ngươi bất ngờ tấn công chữ vinh vinh gật đầu nói Đúng vậy, Tam Kata có nói qua, ám khí chính là phải bất ngờ, thừa dịp địch chưa chuẩn bị, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đang nói chưa xong, chữ Vinh Vinh làm ra động tác gật đầu tựa hồ như đồng ý việc vừa rồi, rát băng một tiếng, một đạo hàn quang trong nháy mắt từ sau lưng nàng bắn ra nhanh như điện, trực chạy bay thẳng hướng mặt kiếm đấu la khoảng cách thật sự quá gần cho dù là kiếm đấu la mạnh mẽ như vậy nhưng đối với khoảng cách gần như thế này cũng không thể né tránh ám khí bắn ra phòng ngự của hắn tự nhiên là có thể đỡ được nhưng vũ hồn của hắn lại quá bá đạo hơn nữa chữ vinh vinh đang ở ngay trước mặt một khi hắn sử dụng vũ hồn như vậy chữ vinh vinh tất nhiên bị ảnh hưởng trực tiếp nếu vũ hồn mạnh mẽ của hắn bắn về tiểu công chúa hẳn nàng phải chết không thể nghi ngờ ý niệm trong đầu như điện quang hỏa thạch trong đầu trần tâm hiện lên bất đắc dĩ miệng hắn phải há ra cắn lấy mũi tên bạc kia lại lúc này đối với kiếm đấu la cũng y như khi triệu vô cực gặp phải ám khí của đường tam lúc trước cho dù lão già có mạnh mẽ nhưng hàm răng của hắn cũng không thật sự cứng rắn mà phải cố gắng lắm mới kẹp chặt được mũi tên tuy nhiên trên đầu mũi tiễn có chứa chất độc cũng ngay lập tức xâm nhập vào miệng của kiếm đấu la may là độc dịch này còn chưa được trải qua đổi mới của đường tam nhưng mặc dù như thế kiếm đấu la giã lập tức cảm giác được đầu lưỡi của mình đã hoàn toàn tê dại trong lòng kinh hãi thân hình chợt lóe há mồm đem độc dịch cùng nỗ tiến nhổ ra, đồng thời một bên chạy bắn ra xa khỏi phạm vi của chữ vinh vinh, chứng kiến bộ dạng kinh hoàng đó của kiếm đấu la, chữ phong trí cùng cốt đấu la giật nảy mình, vội vàng đuổi theo. Chữ vinh vinh dã không nghĩ tới kiếm ra ra cường đại của mình lại thật sự chạy trốn như vậy, nhất thời giã luống cuống tay chân hướng phía kiếm đấu la chạy đến, đừng, nha đầu ngươi đừng lại đây. Bộ xương già của Kiếm gia gia đã không chịu được nữa rồi, kiếm đấu la giọng nói đã bị cứng ngắc, đồng thời trong khi bay nhanh cũng đang ngưng tụ hồn lực trong cơ thể, trong nháy mắt đẩy vào đầu lưỡi để bài trừ độc tố, rồi cắn mạnh vào đầu lưỡi, một ngụm máu màu tím đen chứa độc dịch nương theo máu tươi phún sang một bên. Sắc mặt lúc này mới thư giãn vài phần bằng vào hồn lượng trên 90 cấp của hắn, cho dù là chất kịch độc của độc cô bác độc đấu la cũng không chắc có thể khiến hắn nguy hiểm được, càng huống chi một điểm độc nhỏ nhoi trước mắt này. Nhưng độc dịch này lại là trực tiếp công kích vào miệng khiến kiếm đấu la khó mà xoay sở, vinh vinh, quỳ xuống, chữ phong trí lớn tiếng quát, chữ vinh vinh cũng không dám tiến lên vẻ mặt khổ sở quỳ xuống tại chỗ khóe mắt đỏ lên nước mắt liền chảy ra cốt đấu la vừa nhìn này tình cảnh lập tức mặc kệ mọi thứ thân thể chợt lóe tới trước mặt chữ vinh vinh đem nàng ôm vào trong lòng mình phong trí ngươi làm cái gì vậy là lão gia họa trần tâm này không có bản lãnh sao có thể trách vinh vinh của chúng ta chứ về việc binh bất yếm trá càng chứng tỏ tác dụng lớn lao của ám khí này Vinh Vinh, không sai ngươi đã khiến cho lão nhân ra rất vui mừng rồi. Ha ha, rất nhiều năm chưa thấy qua kiếm ra ra của ngươi có vẻ mặt khốn khổ như vậy, bộ dáng vô cùng khốn khổ ha ha. Quả nhiên con có phong thái rào trá y như ta vậy. Cốt thúc, ngài. Chữ Phong Chí không nói được gì cả, tình huống như vậy không phải chỉ diễn ra một hai lần, mà mỗi khi hắn muốn dạy dỗ nữ Nhi thì đều bị xen vào như thế, nếu không phải cốt thúc lại là kiếm thúc, mà hai vị nguyên lão này thì ngay cả hắn cũng không dám xúc phạm tới, chữ Vinh Vinh từ trong lòng cốt đấu la hoạt bát chạy nhanh đến trước mặt kiếm đấu la, lần này không cần chữ Phong Chí phải nói, nàng lại chủ động quỳ rạp xuống trước mặt kiếm đấu la, nước mắt không ngừng tuôn chạy kiếm ra ra vinh vinh sai rồi ngài hãy trừng phạt vinh vinh đi nhé nhìn trong mắt nữ nhi vừa kinh hoảng vừa hối hận chữ phong trí không khỏi sửng sốt tại trong ấn tượng của hắn thì nàng chính là một tiểu ma nữ cho tới bây giờ cũng không bao giờ nhận sai lầm của mình xem ra sử lai like khắc học viện này thật đúng là có cách dạy dỗ tuyệt vời lúc này kiếm đấu la đã trở lại bình thường độc tố đã được đẩy ra ngoài cùng ngụm máu đen kia rồi hai tay vội vàng đỡ thân hình cô bé lên vinh vinh ngoan đừng khóc nữa mà là kiếm ra ra ta không có bản lãnh như thế nào có thể trách ngươi chứ chúng ta nói rồi đây là thí nghiệm ám khí ngươi cũng không làm sai gì cả ám khí này quả nhiên lợi hại nói tới đây ánh mắt hắn chuyển hướng đến bên người của chữ phong trí tông chủ nếu có thể ta muốn chúng ta dùng hết mọi biện pháp để cho tiểu tử chế tạo ra ám khí này gia nhập tông phái kiếm đấu la này nói ra câu này với vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng hơn nữa hắn lại không xưng trực tiếp tên của chữ phong trí mà lại là hai chữ tông chủ có thể thấy được hắn đối việc này rất quan tâm chữ phong trí gật đầu thử hỏi chỉ bằng vào ám khí mà có thể bức bách một phong hào đấu la phải phóng xuất vũ hồn thậm chí phải chịu thất thế nặng như vậy ám khí này có tác dụng lớn đến thế nào tất nhiên cũng vì nguyên nhân chữ vinh vinh sử dụng khiến cho kiếm đấu la không thật sự tập trung nhưng đồng thời bọn họ đã chứng kiến cảnh vinh vinh sử dụng ám khí một cách kinh người như thế nếu đổi là một kẻ khác yếu hơn kiếm đấu la thì thậm chí hắn đã bị thương nặng hoặc là chết rồi cũng nên như vậy nếu mỗi đệ tử trực hệ của thất bảo lưu ly tông đều có ám khí như vậy thì từ vốn không có năng lực công kích dưới tình huống đối phương khinh thường đột nhiên phóng ra ám khí cảnh tượng đó sẽ như thế nào chữ phong trí tuyệt là một vị tông chủ anh minh quyết định thật nhanh hướng chữ vinh vinh nói vinh vinh chuyện này ta mong rằng ngươi tạm thời không nói với bất kỳ ai trong tông môn ngày mai ta sẽ cùng với ngươi đi sử lai khắc học viện một chiến nói chuyện thật tốt với vị tam ca này của ngươi chữ phong trí trong lòng đã rực lửa hôm nay nữ nhi trở về đã mang đến cho hắn thật nhiều vui mừng lẫn sợ hãi trước tiên không nói về ám khí này chỉ cần là vũ hồn tăng cường mạnh mẽ của nữ nhi hoặc là nói tiến hóa của thất bảo lưu ly li tháp thành cửu bảo lưu ly li tháp đối với thất bảo lưu ly li tông mà nói đấy quả là việc vô cùng trọng yếu hắn rất chờ mong để gặp mặt thanh niên mà chữ vinh vinh đã kể lại bất luận như thế nào thân là cha hắn cần phải tỏ thái độ của mình đường tam đối với thất bảo lưu ly tông cũng được xem là có ân huệ lớn rồi đồng thời chữ phong trí trong lòng còn có một loại ý nghĩ khác nếu thật sự có thể đem thiên tài thiếu niên này thu phục dưới chướng, nói không chừng hơn 10 năm sau, thất bảo lưu ly tông sẽ lại xuất hiện một vị phong hào đấu la để bảo vệ gia tông. Tính mạng của phong hào đấu la chắc chắn thọ hơn người thường nhiều, nhưng cuối cùng cũng có hạn thôi, bất luận là kiếm đấu la hay là cốt đấu la, đều đã quá 80. Hơn 10 năm nữa chắc không có vấn đề. Gì nhưng sau mấy chục năm nữa thì không biết sẽ ra sao chính mình nên vì tương lai nữ nhi mà cố gắng ngay lúc thất bảo lưu ly tông xảy ra biến hóa lớn bởi lần trở lại này của chữ vinh vinh đồng thời trong lúc đó đường tam vẫn một mực tĩnh tâm tu luyện thân thể thật sự đã bị thương không nhẹ lúc đường tam trở lại túc xá thì hắn vẫn tu luyện tới rạng sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại chậm rãi mở hai mắt xuyên thấu qua cửa sổ bên ngoài mơ hồ có thể chứng kiến ánh bình minh rồi hít sâu một chút cảm thụ tình huống trong cơ thể đường tam vui mừng phát hiện đau đớn trong nội phủ đã hoàn toàn biến mất tất cả hết thảy đã khôi phục lại như bình thường bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn có tác dụng long trời lở đất đối với thân thể hắn Chúng không ngừng làm cho thân thể cùng da rẻ hắn càng thêm cứng cỏi, đồng thời bên trong cũng đã vượt xa người thường, giống như lời Đường Tam vậy, không có một gốc tiên phẩm dược thảo nào mà lại có công hiệu thấp kém cả. Hai loại cực đoan tiên phẩm dung hợp cùng một chỗ, thậm chí hiệu quả gần đạt đến mức tiên phẩm trong tiên phẩm, tương tự như đoạn Trường Hồng chỉ là bởi vì trong đó ẩn chứa băng hỏa lực vô cùng bá đạo phải thong thả hấp thu từng giọt từng giọt một nên đã khiến cơ thể đường tam có được thu hoạch lớn đến như vậy ánh mắt hắn bất ngờ rơi trên bàn của túc xá chỉ thấy mặt trên lộ ra chính là cây đại hương tràng đặc hữu của áo tư tạp còn trên giường bên cạnh, Áo Tư Tạp cũng đang tĩnh tọa tu luyện, hắn cũng không biết là Đường Tam đã thức dậy. Đường Tam cầm lấy hương tràng trên bàn, chỉ thấy mặt trên viết mấy hàng chữ nhỏ: "Ca, Áo Tư Tạp đã trở về rồi, ta về trước đã, khi ngươi thức dậy thì hãy ăn một cây hương tràng. Buổi sáng ngày mai ta lại đến đây thăm ngươi." Tiểu Vũ nhìn tờ giấy trên bàn, trong lòng Đường Tam cảm thấy ấm áp, rồi đem hương tràng đưa vào miệng mà ăn cảm thụ nhiệt lượng truyền khắp toàn thân một lúc sau tia cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng tan biến như chưa hề tồn tại theo hồn lực tăng lên công hiệu của các loại hương tràng cũng tăng lên khôi phục hương tràng này chỉ như đồ ăn được lấy ra nhưng năng lực khôi phục lại tăng lên không ít đem tờ giấy thu vào trong lòng đường tam nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ra khỏi túc xá chân đạp lên các tầng kiến trúc phóng người mấy cái đã lên đến đỉnh lầu lúc này vừa đúng là lúc trời tờ mờ sáng xa xa vừa mới nổi lên một tia sáng trắng nhàn nhạt trong cơ thể huyền thiên công tự động vận hành chạy khắp trong kinh mạch hắn tốc độ vận hành của huyền thiên công so với trước kia nhanh hơn rất nhiều trên người đường tam dần dần nổi lên một tầng khí vụ sáng bóng màu trắng tử cực ma đồng trong huyền thiên công dần dần phóng thích xa xa phía chân trời tại phương đông bạch quang dần dần sáng rõ lên màu tím bên trong đôi mắt đường tam cũng từ từ cường thịnh ngoại trừ tử quang vốn có ở bên ngoài còn có thêm một tầng kim sắc quang thải nhàn nhạt từ phía chân trời dần dần phóng xuất ra cùng với tử khí ánh sáng trong mắt đường tam cũng đột nhiên trở nên mạnh hơn hẳn từ kim sắc quang mang từ trong hai mắt bắn ra tựa như hai cột sáng phun ra trái phải hàng thước quang mang phún ra nuốt vào, quá trình co rút lại rồi phóng thích ra phảng phất có thể dễ dàng hấp thu từ ca ký từ phía đông đến, đang trong quá trình như vậy, bỗng từ cực ma đồng trong mắt hắn tăng vọt, lúc này bề ngoài nhìn lại thì trong mắt Đường Tam mặc dù cũng là phún xuất ánh sáng tím, nhưng từ chính góc độ của hắn tựa hồ tất cả đã thay đổi, tất cả xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng từ cực ma đồng của hắn đã chính thức tiến vào đệ tam cảnh giới dưới sự thúc giục của hắn trước mắt mọi thứ xuất hiện thật phong phú thật rực rỡ dù là trong không khí trong suốt, hắn cũng có thể thấy được có vô số cho bụi nhỏ bé trong đó, tại lúc tiến vào đệ nhị cảnh giới, mặc dù Đường Tam mỗi ngày đều tu luyện nhưng từ cực ma đồng tiến bộ lại rất ít, lúc này hắn đã bước vào tầng vọng xuyên thu thủy lộ, sáng sớm nay luyện tập cho hắn một loại cảm giác ngày đi ngàn dặm, tựa hồ chính mình cũng có thể chứng kiến tử khí tại chân trời bay vào trong mắt mà quang mang tử xác ở sâu trong đáy mắt hắn lại càng tràn ngập khí tức nhiếp hồn đoạt phách tử khí tới mau đi cũng mau nương theo tia ánh sáng tím kia tại chân trời lặng yên biến mất trong mắt đường tam cũng không có thu hồi quang mang tím này hắn phát hiện chính mình có thể bằng vào ý thức mà khống chế thấy rõ hết thảy mọi việc đang diễn ra tại ngàn thước bên ngoài cho dù là sáng sớm có sương mù cũng không thể ngăn cản ánh mắt có tính xuyên thấu của hắn ngày đó đường tam tự cảm giác được từ cực ma đồng của mình thu được rất nhiều thành quả nhưng cho tới bây giờ hắn cũng vẫn không thể biết rõ được, có thể khẳng định nó không chỉ đơn giản là tăng thị lực của bản thân, hít sâu một chút, bạch khí xung quanh thân, thể tựa như trăm sông đổ ra biển được đường tam hấp thu trong cơ thể qua kinh mạch dựa vào huyền thiên công di chuyển vào, từ từ chìm vào trong đan điền. Một đêm tu luyện hơn nữa từ cực ma đồng cũng tăng lên, Huyền Thiên công tựa hồ lại gia tăng thêm, trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nếu theo tốc độ này, sợ rằng chính mình thật sự có thể đạt tới đỉnh cao của Huyền Thiên công. Hơn nữa chắc chắn thời gian sẽ không lâu. Dù sao, bây giờ mình còn không đến 14 tuổi mà, khi Đường Tam một lần nữa trở lại Túc Xá thì không chỉ có áo tư tập thức dậy mà cả tiểu Vũ cũng đã tới. Mắt thấy thần sắc Đường Tam vẫn như bình thường, Tiểu Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, áo tư tạp cười khổ nói: "Tiểu Tam, ngươi bị thương nhưng ta cũng đâu có tốt gì hơn, vừa rồi Tiểu Vũ đến đã vội vã gọi ta dậy, hỏi ta ngươi đi đâu rồi." "Chẳng lẽ nàng không biết rằng mỗi buổi sáng ngươi đều đi ra ngoài tu luyện sao?" Tiểu Vũ mặt cười đỏ lên: "Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn mới đúng." ca, ngươi đã hoàn toàn không có việc gì rồi chứ, đường tam gật đầu nói, đã tốt lắm rồi, tiểu vũ mỉm cười nói, chúng ta đi ra ngoài sớm một chút nhé. Đại hương chàng thúc thúc, ngươi hãy tiếp tục tu luyện đi. Áo tư tạp tức giận nói, tiếp tục tu luyện cái gì chứ, ta sẽ cùng các ngươi đi ăn cơm. Nga, được rồi. Tiểu Tam, nghe nói ngày hôm qua ngươi đánh bại một vị hồn vương 58 cấp hạ, ngươi cũng quá mạnh mà đường ta mỉm cười nói cũng không dễ dàng như ngoi nói đâu đầu tiên là do hắn quá tự tin mà không để ta vào trong mắt ta có thể chiến thắng hắn thì do vận khí rất lớn đó là một vị lực lượng hình hồn sư vừa lúc bị khống chế hệ của ta khắc chế mặc dù như thế ta vẫn phải dựa vào độc cùng bát chu mâu mới miễn cưỡng chiếm thượng phong nếu làm lại một lần nữa ta có thể khẳng định không phải đối thủ của hắn Ám khí uy lực chủ yếu vẫn phải dựa trên tính bất ngờ, chỉ cần hắn có chuẩn bị, hồn lực kém 20 cấp, ta một điểm cơ hội cũng không có. Áo tư tạp cười hắc hắc, nói, bất kể nói như thế nào, lần này vẫn là ngươi thắng. Thật sự làm cho sử lai like khác chúng ta được vẻ vang. Chờ chúng ta tham gia cái gì cao cấp học viện đại tái thì sẽ cầm chắc giải quán quân thôi. Chúng ta xử lai khắc thất quái chỉ sợ sẽ khiến cả đại lục phải nhắc đến chiến đoàn này. Chúng ta cũng vẫn phải cố gắng, có tiên thảo lợi hại như vậy của ngươi, ta xem, trước khi chiến đấu nửa năm, chúng ta đều có cơ hội để đạt tới 40 cấp. Đi, ăn cơm đi. Tiên phẩm dược thảo khiến cho sử lai khắc thất quái có cơ hội cực tốt trong tương lai, bọn họ vốn đã là thiên tài, hơn nữa có thiên địa chí bảo phụ trợ, trong số bạn cùng tuổi, không thể nghi ngờ chính là tồn tại siêu việt. Ba người hướng túc xá đi ra, đường tam ở một bên nói, giải đấu cao cấp hồn sư nọ cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta sẽ đối phó cũng là những người dưới 25 tuổi. Ai biết được Đại Lục có bao nhiêu thiên tài cơ chứ? Không nói đâu xa, chỉ cần là hoàng đấu chiến đội, thực lực cùng chúng ta cũng. Không sai biệt lắm, lúc diễn ra trận đấu, chỉ sợ tất cả bọn họ cũng đều đạt tới 40 cấp rồi. Lần này, chỉ sợ bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội đánh lén nữa chỉ cần ngọc thiên hằng kia cùng với hai huyền vũ hồn sư thực sự phát huy thực lực ra thì đối phó với họ sẽ khó khăn hơn nhiều